Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi phát truyện buổi tối ngày hôm nay và khung giờ phát sóng hàng ngày trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm từ 21 giờ tới 23 giờ hàng ngày. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi đều đặn những câu chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Và quý vị thân mến, hôm nay thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Vương Quyền, câu chuyện thứ hai là của tác giả mà Mạnh Ninh và người cùng sáng tác là tác giả Hoài Thu hai câu chuyện theo hai lối văn chương khác nhau của những người tác giả khác nhau nhưng đều có những điểm à, thực sự rất là hấp dẫn và thu hút với thuận. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Vương Quyền kể về à, một anh chàng anh ta làm nghề trộm mộ và cũng chính vì chọn lựa một cái nghề mà không ai dám làm khiến cho anh ta đã gặp rất là nhiều những điều kinh khủng trong cuộc sống để rồi chính cái sự lòng tham của anh ta đã dẫn tới những kết cục đau thương. Câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiếng đạp thắng của chiếc xe tải vừa mới tấp vào lề giữa một con đường đất khói bay mù mịt ở trước đầu xe. Có một gã đàn ông tuổi ngoài 40 trên vai khoác một cái túi sách đang ngoắc tay ra dấu Ngỏ ý muốn xin đi nhờ xe Khi xe vừa tấp vào trong lề Gã tắt thụt lùi vô trong Chở cho xe dừng hẳn Ngay khi cửa xe vừa mở ra Thì ngồi ở phía vô lăng Là một người đàn ông hơn 50 Đầu đội nón thân hình cao gầy Với nước da đen sạm vì rám nắng Ông ta nhìn thấy gã Rồi nở một nụ cười thân thiện Rồi nói Nè, lên xe đi bay, định đi đâu đây? Dạ, chú cho tôi đi nhờ xe đến xã Bình Thạnh nghe Từ sáng đến giờ tôi xin mà không có xe nào cho đi cả May mắn sao gặp được chú đó Bữa nói, gã vừa nhấc chân trèo lên đầu xe tải Ông tài xế thấy gã tay khoác cái túi sách đã cũ Thì lại cất tiếng Ủa? Mà chú mày đi đâu mà vác cái túi sách coi bộ thấy nặng vậy? đưa đây tao đỡ hộ cho Dạ thôi được rồi chú Con sách được rồi Vừa dứt lời Thì gá cũng yên vị được chỗ ngồi của mình Đoạn gá quay sang ông tài xế Rồi thở dài nói Dạ cảm ơn chú đã cho tôi quá giang xe Nếu không có chú không biết khi nào Tôi mới trở về quê được nữa Ông tài xế nghe gá nói cảm ơn Thì bật cười khách sáo có gì đâu mà cảm ơn thấy tiện đường nên tôi mới giúp mà ờ à mà cậu tên là gì quê ở đâu vậy suốt đoàn đường ở trên xe cả hai trò chuyện với nhau thì ông tài xế được biết gã tên là hợi buôn bán làm ăn ở trên thành phố nhưng vì thất bại nên gã mới quyết định quay về quê để tìm kế khác sinh nhai mà ông nào có biết rằng gã hợi là một tên trộm chuyên đi đảo mộ của người chết để ăn cắp vòng vàng trang sức đem đi tiêu thụ. Trong túi sách của gã, hầu hết vật dụng bên trong đều dùng để phục vụ công việc trộm mộ của gã mà thôi. Vì không muốn cho ông nghi ngờ, nên gã mới phải nói dối về nghề nghiệp của mình. Cách đây hơn 20 năm, ở dưới quê gã cũng là một người nông dân quanh năm, chỉ biết trồng trọt chăn nuôi. Cha mẹ thì mất sớm, nên chỉ còn lại một mình gã chống chọi với cơ máu gạo tiền. Nhưng giờ có đợt mùa vụ bị hạn hán mất mùa, gia súc lại bị dịch bệnh, nên gã mới từ bỏ công việc này mà đi tha phương qua một tỉnh khác làm ăn, kiếm một công việc mới tốt hơn giúp cho gã đổi đời. Cho đến khi gã đặt chân qua biên giới của Campuchia, hỡi có quen với một nhóm người chuyên làm cái nghề đào trộm mộ của người chết. Qua tìm hiểu thì gã nghĩ cái nghề này chắc sẽ giúp cho gã đổi đời được đây. Và rồi gã xin gia nhập vô cái nhóm người này. Kể từ đó gã cũng bắt đầu quen dần với công việc thất đức này. Tùy ban đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng vì giấc mơ làm giàu, nên gã không từ mọi cách để có thể kiếm thật nhiều tiền. Cứ như vậy, gã làm cái nghề này cũng ngót nghét hơn 5 năm, cho đến một lần gã cùng đồng bọn lên kế hoạch trộm ngôi mộ của một người phụ nữ giàu có ở trong vùng. Trong lúc vận chuyển số vàng ra khỏi huyệt mộ, thì bất ngờ cảnh sát ập đến tóm gọn cả đám. Trong phiên tòa xét xử, hợi bị kết án 10 năm tù giam, mãi cho đến hôm nay gã mới được trả tự do. Khi ra tù, gã không biết làm công việc gì nên đành bấm bụng quay trở về quê nhà rồi mới tính tiếp. Đến tối, sẽ đưa hợi đến trước một khu xóm nghèo nằm ở trong xã Bình Thành. Gã nói lời cảm ơn ông tài xế thêm một lần nữa, tôi nhảy vọt ra khỏi xe. Giờ đây đứng trước khu xóm của mình, hỡi bỗng có một cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Cũng phải kể từ khi gã rời xa nơi này, cho đến khi quay về đây suốt bao nhiêu năm, mọi thứ không thay đổi làm sao được. Bấy giờ, hỡi đứng im một chỗ hít thở thật sâu, rồi mới từ từ tiến vào trong khu xóm. Vừa đi, Gã vừa ngó nghiêng xung quanh Thấy nơi này mọi thứ có chút thay đổi riêng Điền nhà cửa thì vẫn còn thưa thớt lắm Cái thứ ánh sáng duy nhất mà gã nhìn thấy Là những ánh đèn leo lét từ một vài căn nhà lá sập sể Rọi hát ra bên ngoài Đêm này trời không trăng sao Gió khuya thổi vù vù trên con đường đất Làm cho gã chợt thấy lạnh toát cả người Khi đến bên thửa ruộng nằm giữa cánh đồng rộng lớn Hỏi bỗng thấy có một người đang lom khom soi đèn ở dưới ruộng Gã tò mò đứng lại Nhìn cái người đó một lát rồi bất giác Gã buột miệng tất tiếng hỏi Nè cậu gì ơi Cho tôi hỏi Nghe tiếng gọi Cái người đang soi đèn ở dưới ruộng nhộm dậy Nhìn lên thấy gã đứng bên cạnh Đưa tay lên chào Người kia nheo mắt rồi đáp Ờ chào anh anh gọi tôi không biết có gì không vậy? À, cho tôi hỏi đường đi vô nhà của ông bà công ở đâu vậy? Tôi đi làm ăn xa mãi cho đến hôm nay mới quay về, thấy đường xá hơi lạ một tí nên tôi không nhìn ra được. Cậu làm ơn chỉ giúp tôi với. Người thanh niên kia nhìn hỏi, bằng ánh mắt tò mò xen lẫn có chút hoang mang như sợ hãi một điều gì đó. Suy nghĩ một lúc, bất giác anh ta nhấc đôi chân đã lấm lem bùn đất đi lại phía anh ta đoạn anh ta gọi gã ngồi xuống rồi thật thà nói ủa chú đi tới nhà của ông bà công làm cái gì vậy bộ chú không biết gia đình ông bà chết đã mấy năm nay rồi hay sao bây giờ ở khu đất của ông bà bị cái nước ao nó nhấn chìm xuống dưới cả rồi hợi nghe vậy thì thoáng có chút kinh ngạc bởi gã biết nhà của ông bà công thuộc diện giàu nhất ở cái xã này Bởi dòng họ của ông khi xưa cũng có người làm quan cho Pháp Gia đình ông Công, ruộng đất phải nói rất là nhiều Gà vịt châu bò có đến cả trăm con Hầu hết người dân ở đây đều đến làm thuê cho nhà của ông Không như những điền chủ đương thời khác Ông bà Công ăn ở nhân đức lắm Những người nông dân thuê ruộng của nhà ông những năm nào Bị mất một đói kém ông bà đều không bắt đóng tiền mà ngược lại, cấp cho gạo thóc để có cái mà ăn. Còn năm nào mùa màng bội thu, ông bà còn thưởng thêm tiền, nên ông bà được mọi người quý mến lắm. Nhưng rồi cho đến một đêm nọ, gia đình ông bà Công gặp phải một toán cướp nằm vùng ở biên giới Campuchia. Biết được nhà ông bà Công có nhiều của cải, nên bọn chúng mới mò sang đến đây để cướp của. Phần vì những năm đó chiến tranh loạn lạc, tình hình biên giới lại căng thẳng nên khi xảy ra chiến sự giặc cướp nổi lên khắp nơi làm cho chính quyền khó bề kiểm soát được huống hồ xã bình thạnh lại là một huyện nằm sát biên giới hỏi làm sao mà không tránh khỏi được đêm hôm ấy khi nhà ông bà công đang yên giấc thì từ bên ngoài một toán cướp khoảng bốn năm tên xông vào nhà nhanh như cắt ngoài ông bà ra thì còn có một đứa con trai ba người giúp việc tất cả trong một đêm đều bị bọn chúng cướp sạch, giết sạch. Nhưng do tính ông Công luôn cẩn thận, nên trước khi thảm cảnh xảy ra, ông đã nhanh trí giấu hết tiền vàng sau khu đất mộ phần của dòng họ ông. Bọn cướp khi đó chỉ lấy được một số ít tư trang tiền bạc mà thôi. Điền những món đồ cổ quý giá, chả hiểu làm sao mà bọn chúng lại không lấy đi. Cho đến trời tầm mở sáng khi gà vừa gáy tiếng thứ nhất, những người nông dân bắt đầu ra ruộng sớm để làm việc, thì ai nấy đều kinh hoàng khi phát hiện ra cả gia đình ông bà công đều đã bị giết chết, máu mè loang nổ khắp nền đất, có xác bị chém mất đầu, mất tay chân nằm rải xác khắp nơi ở trong nhà. Nhưng lạ một điều, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mà mùi hôi của những xác chết tỏa rất nồng nặc, làm cho ai nấy đều xanh mặt, nôn thốc nôn tháo ra những thanh niên trong xóm phải lấy hết can đảm mới có thể kéo những cái xác ra bên ngoài để bắt đầu công việc mai táng vì cả nhà ông đều đã chết nên người trong xóm thương tình mới gom góp lại với nhau người ra sức người ra của cuối cùng cũng dựng được cho gia đình ông mấy cái nấm mồ cùng với những đồ vật còn sót lại trong nhà chôn chung ở sau khu đất dòng họ trừ ba người xúc việc ra tổng cộng có 9 ngôi mộ được hình thành. Kể từ khi gia đình ông Công gặp nạn, người trong xóm vẫn thường hay đến mộ ông để tế bái. Cách đây 7 năm, Sát Bình Thạnh chịu ảnh hưởng của một cơn bão, khiến cho mặt ao sau khu nhà ông càng lúc càng dâng lên bờ. Vì nhà ông nằm ở địa thế trũng, nên trước đây mặc dù năm nào, ông cũng cho người đổ đất lấp lền. Nhưng cứ hễ đến mùa mưa bão, thì nơi đây lại bị ngập trong biển nước Đến khi ông có quyết định tìm mua một khu đất khác Thì sự việc đã rồi Đến một ngày giảm tháng 7 Người dân trong xã lại chứng kiến thêm một cảnh tượng hết sức rùng rợn Là chín ngôi mộ trong gia đình ông Công Đều đã bị nước trong ao nhấn chìm cả Xuống cái dưới đáy Mặc dù diện tích cái hồ ấy không quá lớn Cũng không quá sâu Nhưng không hiểu làm sao Những thanh niên giỏi bơi lội Khi cố gắng lặn xuống định kéo những ngôi mộ lên Thì ai nấy đều kích ngạc Khi thấy dưới đáy ao như có một thứ gì đó Đã sắp xếp Làm cho chín ngôi mộ nằm trụm lại một chỗ Lúc bấy giờ Những thanh niên gắng sức kéo những ngôi mộ kia lên Nhưng không tài nào xê dịch đi được Và rồi Họ đành phải để những ngôi mộ ấy Ở dưới ao cho đến tận bây giờ Trở lại với thực tại khi hỡi nghe anh thanh niên kể về chín ngôi mộ dưới đáy ao song trong đầu gã bỗng hiện lên một ý nghĩ rất táo bạo cũng không kém phần bệnh hoạn Các quyết định xem xét và chọn một đêm tối trời khi mọi người trong xóm đã yên giấc gã sẽ tự thân lặn xuống đáy ao để tìm kiếm vàng bạc hoặc một món đồ cổ quý giá nào đó đem đi bán hỡi tin rằng với tài bơi lội sẵn có của mình Thì việc này xem ra cũng không khó khăn là mấy mặc dù gã chưa trộm mộ dưới nước bao giờ tuy vậy để chắc chắn chín ngôi mộ kia vẫn còn ở dưới đáy ao gã vợ thắc mắc hỏi lại anh thanh niên mà nè cậu có chắc là chín ngôi mộ kia còn ở dưới đáy ao không bộ suốt bao nhiêu năm qua nó không trồi lên hay nứt cái hòm ra sao tôi không có biết tôi nghe mấy ông bà trong xóm kể lại như vậy đó cái lúc phát hiện ra cả gia đình ông bà công chết thì tôi chỉ mới hơn có 10 tuổi thôi mà tôi đâu có chứng kiến tận mắt đâu hợi nghe xong thì ậm ừ đôi mắt cá chợt nhau lại như đang âm thầm tính toán một điều gì đó đoạn gã đứng lên chào anh ta rồi quay bước đi vào trong sâu trong xóm trên con đường nhỏ hẹp bấy giờ anh thanh niên nọ cũng nhìn theo bóng lưng cá trong đầu chợt suy nghĩ không biết gã ta là ai Sao lại hỏi kỹ về mấy người mộ như vậy Suy nghĩ một hồi vẫn không biết gã là ai Anh đành chép miệng không để ý đến nữa liền cầm cây đèn báo lên Tiếp tục lội xuống ruộng để mỏ cua bắt ếch Đi thêm một đoạn Hỏi mới đến một khu đất bỏ hoang Chỉ còn trơ trọi duy nhất một cái chổi lá rách nát Tại đây Chính là cái miếng đất ngày xưa Mà gã đã từng ở Sau vài phút gã mới từ từ đi lại cái chổi lá rách nát bên cạnh còn có một cái cây trứng cá đã chết khô từ bao giờ đứng tần ngần một lúc hợi mới lấy một nhúm cỏ khô chụm lại rồi châm lửa đốt lên để tìm chút ánh sáng khi thấy lửa đã cháy phừng gã mới tiến vào bên trong cái chổi lá dọn dẹp qua loa xung quanh Bây giờ trời càng lúc càng về khuya ở bên đống lửa Hợi ngồi xếp bằng lục trong cái túi sách ra kiểm tra những dụng cụ cần thiết Để tối ngày mai gã bắt đầu trộm mộ Nhìn những vật dụng được bày ra dưới đất Gã hài lòng lắm Bèn nghĩ thầm Coi như số của mình vẫn còn may lắm Không đến nỗi lầm vào đường cùng Đoạn gã nhanh tay cất lại mọi thứ vào trong túi sách Rồi đi vào trong cái chổi ngủ tạm qua đêm nay Qua hôm sau gã ra khu chợ để mua thêm một số cần thiết khi đi ngang qua một quán nước ven đường. Hợi mới ghé vào định ăn một chút gì đó, vì bụng của gã đã sôi lên ủng ủng. Khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế, thì hợi nghe được ở bàn bên cạnh có giọng nói của một người đàn bà. Thân hình gầy nhom cất lên sầm xì, nhưng cũng đủ để cho gã nghe thấy được. Nè, mấy người biết chuyện gì chưa? Thằng ngũ đó, cái thằng mà hay phá làng phá xóm của mình nè trời Trời ơi nó chết rồi Mới hồi sáng sớm này tôi với mấy ông đi mận ruộng Ngang qua cái ao nhà của ông công đó Tôi với mấy ông tình cờ non thấy được một cái xác người nằm ở trên bờ Cái tụi tôi mới tò mò chạy lại xem Thì biết đó là thằng ngũ đó Mà Nói đến đây Bà tắt chợt khựng lại như sợ có ai đó nghe thấy. Vài giây sau bà ta mới đưa gương mặt thoáng có chút sợ hãi mà trầm giọng tiếp. Mà cái mặt của nó khi chết nhìn thấy ớn lắm. Không như mấy cái người chết đuối bị trương phành lên đâu. Mà cái mặt của nó như bị ai đó rạch nát hết cả rồi. Bây giờ kể lại, ui giời ôi còn thấy ớn hơn đây này. Lúc bấy giờ, có một ông bác thắc mắc hỏi. Chàng ơi Thiệt không vậy ba Vậy rồi cái xác của nó đâu rồi Người nhà có biết chuyện chưa Ai Nó bỏ nhà đi lâu rồi Mà dù tía nó có biết đi nữa Thì ông chắc gì có tiền mà làm đám ma cho nó Ông thì suốt ngày nhậu nhẹt Say quắc cần câu Rồi có biết cái gì đâu Mới nãy ông nghĩa nặng Còn uh, cho người đi báo cảnh sát biết rồi chờ cho họ tới giải quyết chứ biết làm sao mà đặng Ai nấy nghe đến đây Thì mặt mày đều có chút sợ hãi không biết lý do vì sao Mà thằng ngũ lại chết ở ngay cái ao nhà ông công như vậy Những người khác mới vào quán nghe thoáng được câu chuyện đó Thì họ liền sầm xì bàn tán với nhau liên hồi Người thì cho rằng thằng ngũ cờ bạc thiếu nợ Bị người ta giết chết vứt xuống ao Người thì cho là nó nhậu nhà say xỉn người cảm thấy nóng bức nên xuống ao tắm mới xảy ra chuyện cứ như vậy cả cái quán ăn bỗng chốc rộ lên tin đồn bí ẩn về cái chết của thằng ngũ hợi lúc ấy nghe xong câu chuyện gá không tin lắm về những gì mà người đàn bà kia kể tuy vậy chuyện đó cũng không làm cho gá cảm thấy chuồn chân lo sợ sau khi ăn uống và mua một số đồ cần thiết xong gã mới quay lại cái trồi của mình để nghỉ ngơi, chờ đến khi trời tối hẳn sẽ bắt đầu hành động. Khuya hôm ấy, khi gã đã ngủ một giấc thật dài, hỡi mới ung dung dậy chuẩn bị một vài món đồ dành cho việc trộm mộ rồi rời khỏi căn trồi Trên đường đi, trong lòng gã bỗng cảm thấy rất phấn khởi xen lẫn với hồi hộp, vì nội nhật ngay trong đêm nay thôi cuộc sống của gã sẽ rẽ qua một bước. Gã sẽ rời khỏi nơi này, đến một tỉnh khác không ai biết đến mình để lập nghiệp. Hôm nay là ngày rằm, ngoài trời lúc này sương bắt đầu xuất hiện, kèm theo những cơn gió vù vù thổi hắt qua người, làm chất lợi, khẽ run lên vì lạnh. Đi được một lúc, gã rẽ vào một khúc cua khá nhỏ hẹp với hai bên là những dặn tre mọc um tùm lớp địa ánh trăng đang chiếu rọi xuống đất. vài phút sau, cuối cùng hợi cũng đến nơi. trước mặt gã bây giờ là một căn nhà gạch cũ đã đổ nát theo thời gian, với mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh. toàn lạc bên cạnh một cái ao nước khá lớn, cách đó hơn vài chục thước. tàn lá từ trên cây me cổ thụ rồi vương vãi khắp mái ngói và trước sân càng làm cho không khí ở đây trở nên u ám và lạnh lẽo hỏi đứng cạnh bên hiên nhà quan sát cảnh vật xung quanh nơi đây chính tại căn nhà của ông công từng được xem là biểu tượng sự giàu sang của xã bình thành người ra vô tấp nập mà cho đến bây giờ mọi thứ lại trở nên điều hưu ảm đạm như thế này đứng tần ngần được một lúc gã mới hít một hơi thật sâu thở ra rồi từ từ tiến vào trong căn nhà xem trong đấy còn sót lại món đồ quý giá nào hay không vừa đi tay gã vừa soi bó đuốc được thắp lên bằng những cọng rơm khô để quan sát cho kỹ thế nhưng gần một tiếng đồng hồ mà hợi chẳng tìm được thứ gì cả bên trong bây giờ chỉ toàn là cỏ dại mạng nhện răng đầy cùng với mùi ẩm mốc tỏa ra mà thôi khi thấy không còn gì gã mới chép miệng tỏ ra thất vọng rồi quay bước đi sau nhà Về bên tay trái trước mặt của gã cách vài chục thước Là một cái ao nước khá lớn Vì khu đất ở nơi này nằm ở địa thế trũng Lại suốt bao nhiêu năm bị ảnh hưởng bởi mưa gió Càng làm cho cái ao dần trở nên lấn át hơn vào bờ Khi này hỏi đã tiến gần sát đến bờ ao Nhưng lạ một điều là xung quanh cái ao tuyệt nhiên Không hề có một ngọn cây cọng cỏ nào Mặc quanh bờ chỉ trơ trọi là những lớp đất bùn đen nhẹm trông thật kỳ quái gã đứng nhìn ngó xung quanh cái ao dưới ánh trăng đêm mặt ao vẫn phẳng lặng không một chút gợn sóng tựa như một cái gương khổng lồ mặc cho gió vẫn đang vù vù thổi Hợi đứng thơ thần nhìn lên trời đoán chắc giờ này cũng đã quá khuya bất chợt gã khom người xuống lấy trong túi sách ra một cái đèn pin soi ở dưới nước một thanh sắt và một đạo bùa mà trước kia gã lén học lỏm từ trong nhóm người trộm mộ mà gã đã đi theo. Đoạn gã cởi quần áo, đôi dép lê ra, bước lại sát mặt ao. Tay gã cầm một đạo bùa được vẽ chi chít những đường nét ngoằn nghèo khó hiểu. Hỡi đứng đó đưa ánh mắt quan sát dưới mặt ao, rồi nhanh như cắt, gã quăng lá bùa xuống dưới nước. Nhưng kỳ lạ thay, lá bùa vừa chạm vào nước, thì nó liền chốt lệnh bệnh. Nó cứ trôi gần đến giữa mặt ao rồi mới chìm hẳn xuống dưới. Gã nhìn thấy được thì nhếch miệng cười thầm vì biết chắc chắn chín ngôi mộ ấy vẫn còn nằm dưới ngay vị trí mà lá bùa chìm xuống. Hỏi đứng đó, khởi động tay chân vài phút rồi gã mới hít lấy một hơi thật sâu. Tay cầm lấy đèn pin cùng với thanh sắt không suy nghĩ nhiều. Gã liền nhảy vọt, lặn một hơi xuống cái ao cái ao cũng không sâu lắm thoáng chốc gã đã lặn xuống gần sát cái đáy ao dưới ánh đèn pin gã thấy trước mắt mình đúng thật là có những ngôi mộ đang nằm yên ở dưới đó khi bơi đến một cái ngôi mộ gần nhất gã nhanh tay lấy thanh sắt cố gắng nại cái nắp quan tài ra thì bất ngờ chỉ sau vài động tác khéo léo hợi cũng nại được cái nắp quan ra vừa soi đèn vào trong quan gã cảm thấy kinh ngạc vì cái xác nằm ở bên trong không hề trồi lên cũng không hề tan rữa ra mặc dù nó đã nằm ở dưới nước suốt bao nhiêu năm qua khi này hợi bỗng thấy mình gần hết hơi trong tích tắc cả thấy trên cổ của cái xác có một cái kiềng bằng vàng lấp lánh cá liền nhanh tay giật phăng cái kiềng vàng làm cho xương cổ của cái xác đứt lìa ra rồi nhẹ nhàng trồi lên mặt nước để lấy không khí ngay cái lúc hỡi đang thở lấy thở để tỉnh bụng sẽ lặn xuống tiếp thì bất thình lình gã thoáng thấy ở dưới ao có nhân dáng của một cái đầu người tóc tai rũ rượi cũng đang trồi lên đến chỗ của gã quá hoảng hốt gã nhanh chóng bơi vào bờ vì sợ cái thứ ấy kinh tởm vừa trèo lên bờ hỡi quay đầu lại nhìn thì không thấy cái thứ kia đâu cả mặt ao vẫn đang nhấp nhô rợn sóng vì tiếng quấy đạp nước mới nãy của gã còn lại thì không hề có một thứ gì nổi lệnh bệnh hết. Thấy vậy gã thở phào nhẹ nhõm ngồi bề xuống đất, tìm vẫn đập theo từng nhịp. Gã cho là có thể mắt mình tiếp xúc với dưới nước nhiều nên mới nhìn nhầm mà thôi. Đoạn gã đưa tay phải lên nhìn thì thấy rõ cái kiềng bằng vàng được đính thêm vài viên đá quý đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Gã hài lòng lắm Biết chắc đây là món đồ đắt giá sẽ bán được nhiều tiền lắm đây Ngắm nghĩa một lúc Gã lại nhìn xuống cái ao lưỡng lự vài giây Rồi bất giác từ đâu có một luồng hơi lạnh phả vào sau lưng Làm cho gã rùng mình hắt hơi mấy cái liền Cắt đứt cái dòng suy nghĩ ấy Hởi mau chóng mặc quần áo vào Bỏ cái kiềng vàng và đồ nghề vào trong túi sách Rồi chạy nhanh về lại cái chổi của mình Khi gã vừa đi khỏi cái ao thoáng chốc ở dưới có một nhân dáng kinh dị đang đưa đôi mắt đỏ ửng trồi lên nhìn theo bóng lưng của gã qua ngày hôm sau hợi bắt xe ra trung tâm thị xã đến một tiệm cầm đồ để rao bán cái kiềng bằng vàng, vàng mà mình đã lấy được khi vừa bước vào cửa tiệm gã thấy có một người đàn ông tuổi độ năm mươi mắt đeo cặp kính đang ngồi trên ghế lau chùi một cái bình hoa Đoán chắc có thể đây là chủ tiệm cầm đồ Nên gã mới vui vẻ bước lại gần Lúc này chủ tiệm vừa thấy gã Thì ung dung hỏi Cậu cần gì? Dạ Ở đây chú có cầm vàng không vậy? Vừa nói Gã vừa lấy ra một cái kiềng bằng vàng Đính đá lấp lánh đến trước mặt ông Đoạn Ông trễ cặp kính xuống nhìn cho rõ cái kiềng Rồi nghi ngờ hỏi cái kiềng này là của cậu à quý như vậy sao cậu lại đem đi cầm ở à, à, thì nhà tôi đang gặp khó khăn nên cần tiền để giải quyết một số chuyện ông yên tâm đi đây là cái kiềng vàng gia truyền của gia đình tôi đó không phải là hàng giả đâu mà ông sợ không tin thì ông cứ cắn thử xem ông chủ tiệm nghe vậy thì cũng cầm cái kiềng lên cắn mạnh thử thì thấy rắn chắc vô cùng ngắm nghía thêm một lát thấy đúng là vàng thật lại còn có gắn viên đá quý vào suy nghĩ vài giây bấy giờ ông ta mới hài lòng nói được rồi cậu định cầm bao nhiêu thì ông định giá cái kiềng này bao nhiêu hai nghìn đồng nghe cái giá của cái kiềng hợi chợt thắc mắc hỏi lại cái gì ông xem lại kỹ coi cái kiềng vàng đính đá quý như vậy mà ông chỉ trả có 2.000 thôi hả? Thì có đính đá tôi mới trả 2.000 đó. Vậy là nhiều lắm rồi. Thế bây giờ cậu có cầm không? Gã nghe vậy thì vân vân, suy nghĩ. Nhưng rồi cuối cùng gã đành chấp nhận với số tiền đó. Vì ban đầu gã đoán rằng cái kiềng vàng này ít nhất cũng phải hơn 10.000, chứ trả ít. Mà thôi, với gã vì... Dù sao có người mua còn hơn không Phần ở khắp cái xã này Ngoài cái tiệm cầm đồ này ra Thì đâu còn tiệm kim hoàn Hay tiệm cầm đồ nào khác nữa Sau một lúc giao dịch kiểm tra lại số tiền Hợi mới vui vẻ đi ra ngoài Và việc đầu tiên mà gã làm Chính là đi ăn một bữa cho thật ngon Vì từ ngày ra tủ đến nay Gã chả ăn uống được gì ra hồn Với lại gã cũng suy tính lại đêm nay sẽ quay trở lại cái ao để lấy thêm một vài món đồ quý nữa rồi quyết định rời khỏi nơi này lên thành phố sinh sống sau khi ăn xài thỏa thích đến chiều gã mới quay trở lại khu xóm nghèo của mình khi đi ngang qua một cái khoảng sân nơi có mấy ông bác lớn tuổi đang ngồi chơi cờ tướng thấy vậy gã cũng hàm vui đi lại xem mọi người chơi cờ lúc đi đến gần Hợi thoáng thấy có một nam thanh niên chạy lại Nói với giọng hoang mang Mấy chú ơi Cái áo nước nhà ông Công ấy Đột nhiên trở nên đen ngòm kia kìa Mấy chú qua mà xem Nằm ông chú đang ngồi chơi cờ nghe thấy vậy Thì một ông lên tiếng hỏi Chàng ơi Mày nói cái gì kỳ vậy Cái áo nước đó đến xưa giờ Ờ, uh, có gì lạ đâu trừ cái chết của thằng ngũ ra thôi mà ở dưới đó có mấy ngôi mộ của nhà ông công Trước giờ có ai dám bén mảng tới nữa đâu Mà bây làm cái gì ở đó mà biết Thì lúc nãy còn đi ngang qua chỗ đó tìm thêm một ít tre Để đem về dành bắt lửa Đang ôm bó tre khô định quay về Thì con vô tình thấy cái ao nước nó nổi bong bóng lên Rồi chuyển sang một màu đen lan khắp mặt ao Còn mới thấy hoảng quá Nên chạy về đây nói với mấy chú biết nè Cả đám người nghe anh ta kể lại Thì nửa tin nửa ngờ Nhưng vì trời vẫn còn chưa tối Nên mọi người quyết định đến cái ao đó xem sự thể ra sao Liền hợi khi nghe xong cái sự lạ này Thì trong lòng cả bỗng cảm thấy có chút ngờ ngờ Là vì mới đêm qua chính gã đã lặn xuống ao Thấy mỏ nước vẫn trong xanh không có dấu hiệu gì bị đục lở hay chuyển máu cả. Khi đám người vừa chạy đi xem lúc này, máu hiếu kỳ của gã nổi lên rồi cũng chạy theo đến cái ao xem như thế nào Khi đến cái ao Hợi thấy ở ngoài đó Mấy ông chú mới chơi cờ ra Thì còn có thêm một vài người nữa Đang vây quanh cái ao nhìn xuống Đoạn gã mới nhanh chân bước lại Đưa mắt nhìn theo Thì một cảnh tượng kỳ quái hiện ra trước mắt của gã Ngày dưới cái ao nước bây giờ Không còn là một màu đen như anh thanh niên kể lúc nãy nữa Mà khắp mặt ao toàn là những cành lá khô nước trở nên vấn đục không còn trong xanh như gã mới thấy hôm qua trong lúc mọi người đang thắc mắc vì sao xung quanh cái ao không một cây cỏ mọc lên mà lại vương vái cành lá cây khắp nơi như vậy thì bất thình lình ở giữa cái ao xuất hiện từ đâu một dòng xoáy đang cuốn những cành lá mọi thứ dơ bẩn xuống dưới nước nhìn dòng xoáy mà gương mặt ai nấy đều thất kinh vì đây là lần đầu tiên mà họ thấy hiện tượng kỳ quái đến như vậy. Dòng xoáy cứ thế hút mọi thứ xuống dưới nước cho đến vài phút sau, thì mặt ao lại trở nên phẳng lặng như tờ, không còn hiện tượng gì xảy ra nữa. Màu nước liền trở nên trong xanh như ban đầu. Trước sự lạ này, mọi người bắt đầu hoang mang cho là những ngôi mộ ở dưới đã làm ra chuyện này. Nên từ đó không một ai dám đến đây nữa. Riêng bản thân hợi Tuy có chứng kiến cái hiện tượng vừa nãy Nhưng đội gã cũng tự chấn an mình Cho đó có thể là hiện tượng bất thường của thời tiết mà thôi Phần vì bản thân của gã sợ Thì cũng có sợ Nhưng những chuyện ma quỷ gã chưa gặp qua lần nào Mà nếu có thì gã cũng chỉ nghe qua lại Qua cái lời kể của cha mình Của các cụ lớn tuổi Và gã cũng đâu chắc gì Mấy cái câu chuyện đó là thật bao giờ Gã đứng nghĩ ngợi mông lung được một lúc Thì lặng lẽ quay người bỏ đi Để lại mọi người trong xóm Luôn miệng bàn tán không ngớt chuyện lạ vừa xảy ra Trở về căn chồi của mình Hợi lấy lau chùi thanh sắt Và cái đèn pin cho sạch đất cát Rồi gã lê thân vào trong góc Phủ mấy cái đống rơm nằm xuống Ở bên ngoài Bầu trời hôm nay bóng u ám lạ thường Gió bắt đầu hưu hưu thổi nhẹ nhẹ Đến chỗ gã đang nằm cảm nhận được từng cơn gió mát mẻ làm cho gã chợt thiếp đi lúc nào không hay hợi đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng kêu ken két chói tai như có ai đang xê dịch một cái thứ gì đó rất nặng gã vẫn nằm im mắt lúc này mở lên lao láo nhìn ngó ra bên ngoài nhưng tầm nhìn của gã lại che mất bởi mấy cái lá rửa khô mà gã dựng tạm để làm cửa ra vào trong lòng gã khép bực mình không biết là đám người nào đang làm cái gì mà cái ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình như vậy quá tò mò hợi liền rón rén ngồi lên bước nhẹ đến bên cửa đẩy nhẹ tấm lá rửa khô nhìn ra bên ngoài dưới ánh sáng của đêm trăng Và lẫn hơi sương gã lờ mờ trông thấy ở trước căn chổi của mình có chín cái quan tài đã được ai đó đặt ngay ngắn thành một hàng ngang khi này gã có chút hoang mang bèn dụi mắt của mình để nhìn cho kỹ lại thì chính cái quan tài ấy vẫn còn nằm đó trong lòng gã có chút chột dạ nhưng với tính cách can dạ của mình hợi khom người xuống vỡ lấy khúc củi khô thật dài rồi lặng lặng đi ra bên ngoài xem xét thực hư như thế nào vì trong đầu của gã chỉ nghĩ rằng có thể do những người nào đó cố tình hù dọa mình hoặc cũng có thể ở trong xóm có người nào đó vừa mới mất nhưng vì gặp sự cố nào đó nên họ mới để tạm mấy cái quan tài ở lại đây nhưng nói gì thì nói gã vẫn không bao giờ tin cái gọi là ma quỷ hiện hình khi này gã tiến sát lại đến một cái quan tài nằm ở giữa nhìn bên ngoài thì hợi biết đây là cái quan tài đã có từ rất lâu rồi bởi nó được làm bằng một loại gỗ quý không hề bị mục giữa đi gã nhìn xung quanh mấy cái quan tài khác ngoài bốn cái quan được làm bằng gỗ quý ra thì những cái còn lại đều đã phủ rêu xanh mục rữa gần hết rồi đứng nhìn cái quan tài được làm bằng loại gỗ quý dường như lòng tham trong con người của gã đã lấn át đi nỗi hoang mang lo lắng lúc ban đầu đoạn hợi mới tò mò tiến sát lại ngắm nhìn cái quan tài khắp lượt nhìn cái nắp hòm vẫn chưa được đóng lại kỹ càng cái lúc gã định bụng nhấc cái nắp quan tài lên để kiểm tra thì bất thình lình gã nghe bên tai mình vang lên một loạt những âm thanh nghe thật ma quái kèm theo đó là những tiếng cười man dở làm cho gã giật thót mình lùi lại phía sau suýt ngã nhào xuống đất gã trợn trừng đôi mắt nhìn khắp lượt thấy xung quanh nơi này không hề có bóng dáng của một người nào hết những cái âm thanh hỗn tạp ấy vẫn cứ vang lên như xoáy vào tai của gã. Cái lúc gã hoảng sợ, định nhấc chân chạy đi, thì đột nhiên chín cái quan tài bất ngờ đồng loạt bung nắp rớt xuống đất. Ở bên trong, những cái xác chết với hình thù kinh dị bắt đầu trồi lên khỏi cái quan tài. Lúc bấy giờ, mắt hợi như lạc thần, miệng há hốc ra, tim như ngừng đập vì kinh sợ bởi cái hình ảnh trước mắt đôi chân run run gã liền khuỵ xuống đất miệng ấp úng không thét lên được lời nào thì bất giác ở phía tay trái của gã có một cái xác của người đàn bà đầu bị đứt liệt toàn thân đã mục rữa đi dưới cánh tay của bà ta là một cái đầu đã biến dạng đến méo mó hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm với lớp da nhằn nhúm trông rất kinh tởm bà ta ôm lấy cái đầu của mình rồi cất cái giọng nói như giận dữ trả kiềng vàng lại cho tao mày trả lại đây vừa nói xong vong quỷ người đàn bà vừa lướt lại đến chỗ của hợi làm gã thất kinh hồn vía lấy hết sức lực mà la toáng lên cho đến khi gã phản xạ ngồi bật dậy thì mới biết chuyện đáng sợ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi người của gã bây giờ mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm hết lưng áo vừa thở gã vừa đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại ở trên trán rồi mệt mỏi ngồi dậy Bị gã cảm thấy toàn thân bây giờ hơi nhức mỏi cần phải vận động cân cốt đứng xoay hồng được một lát hợi nhìn ra ngoài thấy trời lúc này đã tối hẳn Tiếng côn trùng ở ngoài cánh đồng kêu dâm gian, nghe giận hết cả người. Cũng may hôm nay là 16, chẳng lúc này rất to và sáng. Gã không phải châm đuốc để soi sáng đường. Sự nhớ ra điều gì, gã liền bước đến cái túi sách rồi ngồi xuống kiểm tra cái đèn pin và thanh sắt của mình thêm một lần. Rồi gã ung dung đứng lên, đi ra cái chồi của mình. Trên đường đi, hợi bỗng nhớ lại cái giấc mơ kinh dị vừa rồi gã có cảm giác nó chân thật lắm cứ như vừa mới xảy ra mới đây thôi nhưng rồi gã lắc đầu xua tan đi cái hình ảnh ấy bởi gã chỉ nghĩ đơn giản rằng đó hoàn toàn chỉ là giấc mơ mà thôi nó không hề có thật tự chấn an bản thân mình một hồi gã mới yên tâm mà can đảm đi tiếp đến nơi gã lấm lét nhìn xuống mặt ao thấy cảnh phật cũng không khác gì như đêm hôm qua Hỡi mấy hồ hởi cởi nhanh quần áo của mình Rồi cầm thanh sắt với cây đèn pin hít thở thật sâu Lấy hơi rồi nhảy thẳng xuống nước Ở dưới nước Gã thấy chín ngôi mộ vẫn đang nằm tại đó Ngày cái lúc gã bơi đến ngôi mộ Đã được mình cạnh nắp ra trước đó nhìn vào bên trong Gã có chút bất ngờ Khi không thấy đầu của cái xác đâu nữa Nghĩ là nó có thể bị dòng nước cuốn trôi đi Gã không quan tâm nhiều bèn soi đèn vào trong cái quan tài gã thấy có một cái bình trà vẫn còn nguyên vẹn liền mừng thầm trong bụng nhanh tay chụp lấy cái bình rồi quay người trồi lên mặt nước khi này hợi trồi gần lên mặt nước để thở thì bất thình lình gã cảm giác cái chân của mình như có một thứ gì đó đang bám vào theo phản xạ gã liền cúi xuống nhìn thì chợt gã thất kinh tay chân bắt đầu quẫy đạp lia lìa là vì gã vừa nhìn thấy ở dưới chân mình có một cái đầu người nó đang dùng tóc của mình quấn chặt lấy bàn chân kéo giật ngược lại không muốn cho gã trồi lên mặt nước mặc dù sợ hãi nhưng gã cố kiểm nén cảm xúc để không mở miệng ra vì sợ bị ngộp nước dù vậy gã vẫn dáng sức quẫy đạp đôi chân để thoát khỏi cái mớ tóc kinh dị đang quấn chặt lấy chân của mình và thật may sau vài giây quấy đạp hợi thoát được bèn dùng hết sức bình sinh của mình trồi thật mạnh lên mặt ao bấy giờ gã vừa ngoi đầu lên thì thở lấy thở để miệng không ngớt hét lên để cầu cứu tuy là nửa đêm nhưng ở ngoài đồng vẫn còn có một số người đi mò cua bắt ếch gần đó nghe được tiếng la của gã biết là ở trong xóm mình có nhiều người gặp nạn ngay lập tức, mọi người réo gọi nhau chạy đến theo tiếng la ấy. Đến nơi, ai nấy cũng đều thất kinh khi thấy hợi đang chơi vơi giữa dòng nước. Hai tay của gã đưa lên của quạng cầu cứu. Trước tình huống đó, có ba anh thanh niên chạy lại nhảy xuống ao, bơi đến, mong sao có thể cứu được gã. Nhưng cái lúc mà ba người bơi gần đến chỗ của gã, thì thoáng chốc, cả ba người gương mặt tái mét liền quay trở ngược bơi lại vào bờ Mặc cho gã ngồi lên tụt xuống Miệng uống bao nhiêu là nước Khi cả ba người lên đến bờ Thì cũng là lúc gã chìm hẳn xuống dưới nước Không còn ngồi lên cầu cứu tiếng nào nữa Một ông bác ở trên bờ thấy vậy Thì liền tức giận trách cả ba người thanh niên kia Tổ cha tụi bay Sao tụi bay không kéo người ta vô mà lại quay về Bây giờ người ta chết luôn rồi kìa thấy chưa tụi bảy bất nhân quá mà Nghe thấy ông bác và những người khác không ngớt trách móc mình Cả ba anh thanh niên đưa mắt nhìn nhau Ai cũng tỏ vẻ sợ hãi lắm Lúc này Có một anh thanh niên tuổi ngoài 30 run rẩy vì lạnh Liền bước tới trước ông bác cương mặt hoang mang Nói với giọng ấp úng Dạ Chú Năm ơi Không phải tụi con không cứu người ta Mà ở dưới nước mới lúc nãy tụi con có thấy Cái gì? Ở dưới đó có cái gì? Dạ Có ma già đó chú Tụi con nhìn thấy thật mà Lúc tụi con bơi đến gần thì ở sau lưng người đó Có một cái đầu nhơ nhuốc Nhìn ớn lắm Lôi tuột cái người đó xuống nước lại Tụi con sợ quá Mới bơi lại vào bờ này Lỡ xùi bị nó lôi xuống luôn thì sao Mọi người nghe đến đây thì gương mặt ai nấy đều hiện lên một nỗi hoang mang lo lắng. Bởi từ trước đến giờ có ai thấy ở hồ này có ma da bao giờ, ngoài chín cái ngôi mộ đang nằm ở dưới đáy ao. Sao đột nhiên đêm nay lại có người chết đuối ở cái ao này? Vậy thì cái người vừa mới chết đó là ai? Khi này, những người có mặt tại đây ai cũng theo đuổi một cái suy nghĩ cho riêng mình để đoán xem cái người vừa mới chết dưới ao là ai. Sau giây phút suy nghĩ Lúc này ông nằm mới lo lắng nói Mà thôi Người chết thì cũng đã chết rồi Để sáng ngày à, Lặn xuống bớt cái xác của người đó Mới biết được là ai Bây giờ trời tối lắm rồi Không có nên lặn dưới đó tìm được Ngộ nhớ có ai bị gì nữa Thì biết xoay sở làm sao Tạm thời mọi người về nhà cả đi Sáng à, sớm ngày mai Rồi hãy quay lại Nghe xong thì ai nấy tay sách cần câu tay sách cái rổ tay sách dây lưới quay bước trở về nhà bởi từ sau khi nghe câu chuyện ở dưới nước có con ma ra thì ai nấy đều sợ hãi dù giờ có cho vàng đi nữa cũng không ai dám lặn xuống để vớt cái xác lên đâu khi mà mọi người dần đi khuất rồi thì đột nhiên ở giữa dòng nước xác của gã hởi bỗng nổi lành bềnh tay của gã vẫn đang nắm chặt cái bình trà cổ như thể không chịu buông ra vậy ngày hôm sau khi trời vừa tờ mở sáng thì người dân trong khu xóm bắt đầu tụ tập lại cái ao nhà ông công để xem người ta tìm xác của gã hợi thế nhưng khi một số người đầu tiên đến chỗ cái ao thì ai nấy cũng đều bất ngờ khi nhìn thấy cái xác của gã đã nằm ở trên bờ từ bao giờ toàn thân đã có dấu hiệu trương phình nứt nẻ nhìn thật dị hợm đám con nít tò mò nhìn thấy được thì sợ hãi chạy ra chỗ khác không dám nhìn cái xác chết nữa lúc này trên tay gã vẫn đang nắm chặt lấy cái bình trà cổ thấy vậy một người đàn bà với gương mặt hoang mang nhanh miệng lên tiếng chàng ơi cái người này là ai vậy sao tự nhiên lại chết ngay cái ao này vậy nhìn ớn quá bà con ơi ai biết đâu hôm qua tôi nghe thằng cỏ nói cái ao nhà ông công có người chết đuối mà tôi không có dám ra coi đâu Sáng nay thấy mọi người túm tụm nhau đi coi cho biết Nên à, tôi mới theo nè Mà mọi người nhìn kìa Trên tay của người đó có cầm cái bình gì thì phải Vừa lúc đó Có mấy người đến gần xem trên tay của gã đang cầm cái bình gì Thì bất giác có một giọng nói ngăn lại Bà con chờ đã Nghe giọng nói vài người quay lại Thì thấy đó là ông xã trưởng theo sau ông còn có ba bốn nhân viên cảnh sát Vì mới lúc nãy ông trên đường đến văn phòng xã Tình cờ nghe nói cái ao nhà ông không có người chết đuối Thì ông bèn gọi cho cảnh sát đi theo mình Để xem tình hình như thế nào Thấy ông xã trưởng Người dân liền đứng sang bên cạnh Để ông đi vào Vừa kịp nhìn thấy cái xác Thì ông nhăn mặt khó chịu quay đi chỗ khác Đoạn ông quay sang nói với mọi người bà con có biết người này là ai hay không ở đây có ai là thân nhân của người này không vậy nghe ông hỏi thì hầu hết mọi người đều lắc đầu không biết lục soát trong người của gã thì không có một bất kỳ giấy tờ tùy thân nào sau một lúc tìm hiểu thấy không có nghi ngờ gì ông liền cho cảnh sát khiêng xác của gã về trụ sở xã và kể từ đó sau cái chết của gã hợi hầu như không một ai dám lui tới cái ao này nữa cho đến mấy ngày sau Những người dân trong khu xóm vẫn còn ám ảnh Bởi hai cái chết dưới ao nhà ông Công Một buổi chiều nọ Khi bà con đi làm đồng về Có vài người ghé vào quán nước để nghỉ ngơi trò chuyện Bấy giờ có bà bảy bành Thân hình tròn trịa Chiều nào đi ruộng về cũng đều ghé đây uống nước nghỉ ngơi Sáng dịp trong khu xóm mình có người chết ở ao nhà ông Công Lúc này Bà ta nhắc kế lại chỗ bốn người đàn bà Đang ngồi trò chuyện Rồi cất tiếng nói Ủa Mấy bà chưa về lo cơm nước gì sao Sao còn ngồi ở đây thành thơ vậy Nghe tiếng bà ta nói Thì bốn bà kia nhận ra là người quen Chợt một bà ngồi bên cạnh đáp Gì bậy đó hả Dạ thằng chồng con nó đi mần cho người ta Chắc tối mới về Nên con không có nấu nướng gì để nó ăn ở ngoài cho tiện gì ơi bà bày bày nghe vậy thì ậm ừ rồi bất giác bà hỏi lại ủa mà mấy người đang nói về chuyện gì vậy nói tôi nghe nữa coi chuyện gì đâu thím thì uh, tụi tôi đang nói đến cái vụ chết đuối của thằng ngũ với cái người đàn ông kia đó mà Chứ có gì đâu mà nói nghe đến đây biết đúng chủ đề của mình bà tát liền tặng hắn nói với cái giọng trầm đục. Ờ ờ, mà tôi nói nghe nè, ớn quá mấy bà. Hôm trước thì thằng ngũ chết, nay lại đến cái người đàn ông kia. Hình như cái bình trà gì đó trên tay của ổng là đồ của gia đình nhờ ông công. Hình như như thế thì phải, mà mấy cái người mộ nhà ông còn đang nằm ở dưới ao đó. Quỷ thần ơi, có khi nào là hồn ma của ổng làm không vậy? bốn bà nghe đến đây thì ai cũng có cảm giác lạnh toát cả người chuyện ma cỏ thì xưa nay trong xóm này không phải là không có nhưng nó không kê giận lắm đang nói giờ câu chuyện thì ông đoàn chủ của quán nước duy nhất trong xóm nghe được đoạn ông đem ra một bình trà đặt xuống bàn của năm người rồi nói chen vào thôi được rồi mấy bà đánh năm đó nghe lôi chuyện người chết ra mà nói vậy không sợ người ta nghe thấy hay sao? mấy bà bớt nói cái chuyện ma quỷ lại đi, không có nên đâu nghe. Bà bảy bành nghe thấy ông bác bỏ cái câu chuyện của mình, thì cảm thấy khó chịu, định lên tiếng nói lại, thì một anh thanh niên ngồi bàn bên đang ăn tô mì, nghe lén được câu chuyện thì liền nói: mà chú ơi, có thật là ở dưới ao còn nguyên chín ngôi mộ không vậy? Hồi trước còn có nghe tía kể lại Mà không biết là có phải thật không nữa Thật chứ sao không bay Cái lúc mấy cái người mộ đó chìm xuống ao Có ai vớt lên được đâu Nên nằm ở dưới đó đến nay luôn đó Mà thôi Bày lọ ăn đi rồi còn đi mần Biết vậy được rồi Đừng có mà tò mò quá kẻo gặp chuyện xui xẻo bây giờ Nghe ông Đoàn nói vậy Thì anh gật đầu không hỏi nữa ăn cho nhanh tô mì rồi ra khu đất của mình trông nom cái đàn vịt. Lúc bấy giờ ở trong quán chỉ còn lại lác đác vài ba người. Bà Bảy vì tức ông, cắt ngang chuyện của mình, thì đã lập tức quay lưng bỏ về nhà của mình. Khi về đến nhà bà Bảy, nằm lên cái võng, đang mắc ở trước hiên nhà giữa hai cây cột đung đưa qua lại để nghỉ ngơi. Nằm được một lúc, thì bà nghe bên ngoài có tiếng bước chân, vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là thằng Miệu con trai của bà Trên tay nó lúc này Đang cầm lấy cái bình trà cổ Được chạm khắc cầu kỳ đẹp mắt Đoạn nó nhanh tay kéo cửa rào bằng gỗ đi nhanh vào nhà Vừa nhìn thấy Nó thoáng giật mình Xém đánh rơi cái bình trà xuống đất Thấy nó mặt mũi lấm lét Bà liền hỏi Nè, làng trời đánh Mày đi đâu từ sáng đến giờ Không có chịu theo ta ra đồng mần vậy Mẹ ôm cái gì trên tay vậy đưa ra ta coi. Vừa hỏi, bà vừa bước lại chỗ nó để xem cho rõ. Thấy đó là một bình trà, bà thắc mắc. Ủa? Cái bình trà này của ai vậy? Nè, mày đừng nói với tao là mày đi ăn trộm nữa nghe. Có ngày chúng bắt được ứng cho mày chết, tao không có can đâu à. Trộm đâu mà trộm, tôi lụm được ở gần cái ao nhà ông Công đó. Mới gặp má thôi mà nói như tắt nước vào mặt rồi Mà nè Cái bình trà này hình như là đồ quý đó Má coi đi Đoạn nó đưa cái bình cho bà Rồi lại tiếp Để sáng mai Tôi đem cái bình này đi bán Chắc cũng được bộn tiền lắm đây Có gì tôi chia cho má một ít Má đừng có nói cho ai biết nghe Ừ, tao biết rồi mà mày đem bán nhớ để ý trước sau xem có ai theo dõi không nha. Mặc dù bà không biết cái bình trà đó quý như thế nào, nhưng nhìn kỹ khắp lượt, bà thấy cái bình được vẽ hoa văn cầu kỳ đẹp mắt, trông không giống như mấy cái bình trà như bây giờ. Ở dưới đáy bình còn có một ký hiệu và dòng chữ hoa, nhưng bà lại không hiểu chữ viết đó nó có ý nghĩa gì. Cả hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu thì thằng Miểu lấy lại cái bình đem vào trong nhà cất giữ Còn lại bà bậy bành Bà bước lại võng nằm xuống đung đưa Nhìn ngó ra trước hiền Trong lòng bỗng có cảm giác rộn rã Đến nửa khuya ở trong phòng thằng Miểu Vì sung sướng tay không rời cái bình trà Mà ôm theo lên cái chõng tre mà nằm ngủ Đang ngủ ngon Thì nó bị đánh thức bởi cái cối say gạo Đang kêu lên sột soạt Khẽ mở mắt ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn tối lắm Bên ngoài trừ những tiếng côn trùng ra Thì chỉ còn lại tiếng cối say gạo Vẫn đang vang lên mà thôi Bấy giờ Miểu nhíu mày khó chịu tự hỏi Quái lạ Giờ này mà bà còn đang làm gì ở ngoài đó vậy cả Không để yên cho mình ngủ gì hết Nghĩ đoạn Nó lồm cồm Lách xuống giường sọ xép đi ra sau nhà khi vừa ra đến cửa Nó nhanh chóng quay đầu nhìn sang cái cối xay gạo Thì nó bàng hoàng Thì tiếng sột soạt của cối xay không còn nữa Và ở ngay cái ghế chè cũng không có bóng dáng của bà bậy bành Nó ngơ ngác đi lại gần nhìn vào cái cối xay Thì không thấy có gì cả Thoáng chốc Nó có cảm giác lạnh sống lưng Như có ai đó tạt nước lạnh vào vậy khi vừa định chạy vào phòng thì nó vô tình nhìn ra sân sau thấy ở đó có chín cái hòm từ bao giờ mà mới lúc nãy nó đi ra lại không thấy gì lúc bấy giờ nó cảm thấy tim mình như thắt lại cái cảm giác hoang mang lo sợ bắt đầu xâm chiếm tâm hồn làm cho nó muốn khụy xuống đất vừa định quay lưng bỏ chạy thì bất thình lình chín cái nắp hòm đột nhiên bung ra rớt xuống dưới đất dưới cái ánh sừng mở của nửa đêm nó thấy chín nhân ảnh kinh dị Từ trong hòm bỗng hiện ra rõ nét hơn Con thì mất đầu Con thì mất tay mất chân Toàn thân đều đắp mục rữa Đang đi lờ lửng trên cái hòm Nhìn thẳng về phía của nó Bất giác Nó cảm nhận được dưới quần của mình ươn ướt Miệng không thốt lên lời Chín cái nhân ảnh kinh dị Vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó Bằng cặp mắt căm hờn Đoạn thằng miểu nghe có một giọng nói ghê rợn vang lên đến lạnh người Tới giờ rồi Mày đi theo tụi tao Nhanh lên Vừa nghe đến đây Nó nhìn chín cái vong quỷ kia kinh sợ Kêu thét lên Rồi không còn biết gì nữa Kèm theo đó là tiếng cười ma quái Của những vong quỷ Chợt vang lên vọng khắp căn nhà đến giận cả người Đến trưa hôm sau Bà bảy bảnh mới thức dậy Vì sáng nay bà cảm thấy trong người không được khỏe Nên nghỉ ra đồng chờ đến trưa Tinh thần tỉnh táo hơn thì sẽ đi làm thế Nhưng lúc thức dậy rửa mặt ăn uống Bà lại không thấy thẳng miểu Nghĩ là nó đi bán bình trà cổ chưa về Nên đành thôi Bèn chuẩn bị ít củ khoai mì Và nước uống để đi ra đồng Đến chiều xong việc bà quay trở về nhà trở đến gần khuya mà bà chẳng thấy thằng miểu đâu bà hậm hực chắp tay sau lưng đi tới đi lui rồi ra trước hiên ngồi lên cái phóng quen thuộc của mình để chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy nó đâu thay vì giận dữ thì ngược lại bà cảm thấy có chút bất an trong lòng buột miệng tự hỏi ủa cái thằng này nó đi đâu từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu vậy cả <laughs> không biết nó có bị làm sao hay không nữa, còn với cái hết nói nổi mà. Nghĩ đoạn, bà định đi ra ngoài đến nhà những người hàng xóm để hỏi thăm tin tức của thằng Miểu, nhưng chợt nhìn lên trời, bà thấy mây đen bắt đầu kéo đến. Từng hồi sấm cũng bắt đầu rền vang. Bà khẽ thở dài, đành quay nhanh vào trong nhà khóa cửa lại, chờ đến sáng sớm sẽ đi tìm thằng Miểu. Qua ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng Thì mọi người ở trong xóm nghe tiếng la thất thanh vọng về từ phía nhà ông công Một lúc sau bà con bắt đầu chạy lại theo tiếng la hét ấy Khi vừa đến nơi thì một lần nữa những người ở đó chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng Ở ngay giữa ao xác của thằng miểu nổi lành bệnh trên mặt nước Xung quanh nó bây giờ không còn là một dòng nước trong xanh nữa Thay vào đó nước bắt đầu đổi thành một màu đỏ như máu. Nhìn thật quái gì? Thấy cái hình ảnh đó bấy giờ, không một ai có can dám lội qua để kéo xác của nó vào, vì ai cũng sợ cái dòng nước màu đỏ kỳ quái ấy. Chẳng may nếu bước xuống đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, vì đây là lần thứ ba ở trong khu xóm nghèo này lại xảy ra những sự lạ khủng khiếp đến như vậy. Vừa lúc đó ở phía sau đám người hiếu kỳ Tiếng bà bậy bành gào thét Vừa chạy tới vừa khóc lóc Làm cho không khí xung quanh càng trở nên u ám hơn Trời ơi Miểu ơi làm miểu Sao lại ra đông nỗi này Sao bây lại làm cái chuyện khờ dại như vậy hả Bây đi rồi để má ở lại một mình Má biết sống như thế nào đây Miểu ơi Miểu ơi bà cứ vậy mà than trời trách đất nhìn thấy xác con mình bà không giữ bình tĩnh được vì dẫu sao nó vẫn là con của bà mặc dù tính cách của nó không được lòng của bà con trong xóm là mấy thế nhưng giờ đây nhìn bà bậy bành khóc lóc vật vã đòi lao xuống ao kéo xác con mình lên làm cho những người đàn bà ở đó có mặt chứng kiến đều không cầm lòng được riêng những người đàn ông thanh niên thì cố kiềm nén cảm xúc của mình để ngăn lại. Bất chợt có một ông lão tuổi đã khá cao cất tiếng. Nè tụi bay, kéo bà bảy ra chỗ khác đi rồi tính tiếp. Đừng để bà đứng ở đây khóc lóc nữa. Đoàn ông quay sang bảo người bên cạnh. Ờ nè thằng Quốc, bây giờ mau đạp xe qua bên Tân Hồng, nhờ thầy Tám Trung qua giúp mình đi. Chưa tao thấy cái vụ này hình như có dính dáng đến ma quỷ rồi đó Thôi Bày giúp tao đi lẹ lẹ đi để còn kịp Dạ ông Chín còn đi ngay đây Ờ ừ, Nhanh nhanh đi bay Đến gần tối Anh Quốc mới chở thầy Tám Trung về đến xã của mình Thầy Tám Trung Gia đình ông vốn là một thầy Pháp có tiếng ở miệt Đồng Tháp từ nhiều năm qua. Gia đình ông làm thầy cốt chỉ để giúp người cứu đời Không chỉ riêng nơi này Mà ở những tỉnh khác đều biết tiếng của ông Nhưng vì thời ấy những chuyện được xem như mê tín dị đoan ít nhiều Đều không được chính quyền chấp nhận Nên ông đành phải sống một cách lặng lẽ Để được yên thân Tránh ánh mắt giỏm ngó của nhiều người xung quanh Khi ấy Sắc của thằng Miệu vẫn nổi lành bệnh ở giữa ao Tuyệt nhiên không hề dịch chuyển một chút gì thầy tám trung lúc trước cũng từng nghe nói ở xã bình thành có chín ngôi mộ bị chôn vùi dưới nước nên phần nào ông cũng hiểu ra sự tình thầy tám trung bấy giờ bước đến sát bên bờ ao tay bấm độn nét mặt trầm ngâm thì lờ mờ đoán ra được điều gì đó bèn nói với ông chín đứng bên cạnh nè ông chín ơi ông kêu mọi người giải tán về nhà hết đi ở lại đây đông người không có tốt đâu tôi sợ chưa giải quyết xong chuyện này lại gặp thêm chuyện khác nữa thì mệt lắm à sẵn đây ông có thể cho tôi mượn một cái bàn nhỏ một ít nhang đèn và một ít trái cây được không vậy để tôi lập cái bàn mời mấy cái vòng ở dưới đó lên hỏi xem sự tình như thế nào thì tôi mới có cách giải quyết chuyện này được ờ ờ ờ tôi hiểu rồi nghe vậy ông chín liền quay lại giơ hai tay lên ra hiệu rồi nói với mọi người đang đứng xung quanh Ờ bà con ơi, trời cũng tối rồi, mọi người mau quay về nhà đi Mọi thứ còn lại ở đây đã có thầy giải quyết rồi Bà con ở lại đây e là bất tiện lắm, xin bà con về cho Mọi người nghe ông Chín nói vậy, thì liền bảo nhau quay trở về nhà Thế nhưng cũng có một vài người tò mò để xem thầy Tám Trung định làm gì Thì giả vờ tản mát đi về được một lát rồi quay lại tìm cho mình một cái bụi rậm gần đó Để âm thầm theo dõi Thấy mọi người đã rời Lúc bấy giờ Ở đó chỉ còn lại thầy Tám Trung Ông Chín, anh Quốc và thêm hai người thanh niên gan dạ Được ông Tám nhờ ở lại phụ giúp Liền bà bậy bành Thì được những người khác dẫn về nhà Để cho thầy có thể tập trung lập đàn làm phép Nửa tiếng sau Một cái bản lễ khói nhang nghi ngút được đặt trước cái ao thầy tám trung người mặc bộ bà ba nâu ánh mắt kiên định nhìn thẳng cái xác thẳng miểu đang nổi lên ở giữa ao đoạn thầy tám một tay bắt ấn tách còn lại đốt một đạo bùa rồi phóng thẳng xuống dưới nước khi lá bùa đang cháy vừa chạm dưới mặt nước thì đột nhiên không gian xung quanh gió bắt đầu nổi lên như một trận cuồng phong làm cho mọi người hoang mang đưa tay che mặt mình lại Thầy tám thì thần sắc vẫn không dao động Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cái ao Nước đang dần dần gợn sóng Nhưng lạ một điều Là gió thổi mạnh như thế Mà cái bản lễ của thầy vẫn không có hề hấn gì cả Khi này Từng cơn sóng nhấp nhô dưới ao Từ từ đẩy cái xác của thằng miệu vào trong bờ Vừa lúc đó Gió cũng đã ngừng thổi Thầy tám trung thấy vậy thì liền lên tiếng Nè mấy đứa mau khiến cái xác lên đây đi. Anh quốc và hai anh thanh niên nghe vậy, thì nhanh chân chạy đến nhấc cái xác thẳng miểu lên, đưa đến chỗ thầy. Nhìn cái xác trắng bệch, trương sỉnh nứt nẻ, làm cho ông chín có chút rợn rợn quay mặt đi, không dám nhìn vào cái xác nữa. Thầy tám trung cầm trên bàn lễ một đạo bùa dán lên trán cái xác rồi nói: "Nè, mấy đứa mau giúp thầy đem xác nó về nhà đi." Nên nhớ là đừng có tháo lá bùa trên chán ra nghe Nếu không Những hồn ma vất vượng ở bên ngoài Sẽ chiếm lấy cái xác của nó Sẽ không có tốt đâu Mấy đứa biết chưa Dạ tụi con biết rồi thầy Dứt lời Hai anh thanh niên nhanh chóng khiêng cái xác của thằng Miệu rời đi Đoạn thầy tám chung lại tiếp tục đứng ngay giữa bàn lễ Miệng đọc chú Tay lắc cái chuông liên hồi tầm vài phút sau Ông Chín và anh Quốc hai mắt trợn lên Khi thấy dưới ao có một dòng nước xoáy hiện ra Kèm theo đó là những tiếng cười nghe thật quỷ dị Thầy Tám Trung nghe những tiếng cười đó thì liền hỏi Các người ở dưới đó suốt bao nhiêu năm nay không có chịu lên cớ sao ngày nay lại ra tay hại chết những người này Bọn họ đã làm gì các người cơ chứ Ông vừa dứt lời Thì bất thỉnh lình ở dưới cái ao hiện lên chín cái nhân ảnh với hình thù ma quái làm cho ông chín và anh quốc hoang mang đứng nép phía sau lưng của thầy tám trung ở phía bên kia một vài người lén theo dõi cũng đều không khỏi rùng mình run sợ nghe ông hỏi khi này có một phong quỷ đầu tóc rũ rượi gương mặt nhăn nhúm với hai mắt đỏ ửng trợn lên đáng sợ đáp <laughs> bọn chúng không có tội gì sao nếu bọn chúng không vì lòng tham mà cố tình xâm phạm đến chỗ của bọn ta thì đâu có kết cục như vậy một trong ba tên kia dám xuống dưới nước trộm mất cái kiềng vàng với cái bình trà cổ của dòng họ ta người thử hỏi xem bọn chúng có đáng chết hay là không nếu là vậy thì tại sao các người lại giam giữ hồn phách của bọn họ những kẻ mạo phạm đến các người thì cũng đã chết cả rồi Bây giờ tôi đây Chỉ xin các người trả lại hồn phách cho bọn họ mà thôi Nếu được Các người có tâm nguyện gì Thì xin cứ nói Tôi sẽ chuyển lời lại đến bà con nơi đây Để giúp cho các người Vong quỷ kia nghe vậy Thì chậm ngâm dây lát Nó quay sang nhìn những vong quỷ còn lại Như hỏi điều gì đó Rồi mới quay lại nhìn ông rồi nói Thôi được ta sẽ trả hồn phách của bọn chúng lại cho người với một điều kiện hãy bảo bà con ở đây lập một cái miếu thờ cho bọn ta còn bằng không thì ngươi hãy từ bỏ cái ý định đó đi những kẻ nào dám xâm phạm đến đất của bọn ta cũng đều sẽ phải chết ngay cả ngươi cũng vậy đạo hạnh của ngươi cũng không làm gì được ta đâu ta nghĩ ngươi cũng biết điều đó chứ được rồi tôi sẽ nói lại lời của ông cho bà con được biết Chỉ xin ông nhớ giữ lời hứa cho Chín cái vòng quỷ nhìn thấy tám trùng cười lên ghê rợn Rồi từ từ tan biến đi Lúc này vòng xoáy nước cũng không còn nữa Mặt ao trở nên yên tĩnh như lúc đầu Phía xa xa Tiếng côn trùng cũng chợt kêu lên vang vẳng Ông Chín và anh Quốc từ lúc chứng kiến cái hình ảnh ma quái ấy lần đầu tiên trong đời Cũng không khỏi khiếp sợ Liền mấy người tò mò núp ở trong bụi rậm từ khi thấy sự việc ấy Thì run sợ lặng lẽ quay đầu Chạy về nhà không dám ngước mắt lại nhìn thêm một lần nào nữa Sau khi thấy mấy cái vòng quỷ biến mất đi Lúc này ông Chín mới đưa tay vuốt mồ hôi Rồi hỏi um, Thầy... À, à, ông Tám này vậy bây giờ mình tính làm sao đây chẳng may đến lúc bọn quỷ lại không giữ lời thì biết thế nào <laughs> thôi trước mắt thì mình cứ làm theo lời cầu xin của bọn họ xem sao rồi tính tiếp cái vòng quỷ kia nếu tôi đoán không nhầm thì đó chính là người trước đây làm quan trong dòng họ nhà ông công đây khi chứng kiến cả gia đình con cháu của mình bị giết hại Ông ta vì mang lòng trả thù Nên đã hóa quỷ Không những vậy Để tránh cho con cháu của mình trở thành hồn ma vất vưởng Nên ông ta mới dẫn dắt con cháu đi theo mình Ở dưới đáy ao cho đến bây giờ Ờ Thì ra là vậy Được rồi Để tôi về báo lại cho bà con được biết Để mau chóng thu xếp lo liệu Thầy Tám Trung nghe vậy Thì gật đầu liền Đi theo ông Chín quay trở về nhà chờ hôm sau sẽ nói cho mọi người hiểu rõ sự tình. Qua ngày hôm sau, khi được ông chiến thuật lại sự việc cùng với lời giải thích của thầy Tám Trung, thì bà con trong xóm mới hiểu ra cho là phải. Phần vì có một số người đêm qua chứng kiến sự việc kể lại cho người khác cùng nghe, nên ai cũng hoang mang lo âu, chưa biết tính làm sao. Phần vì mọi người đều biết đến thầy Tám Trung là một ông thầy Pháp cao tay có tiếng ở tỉnh của mình Nên họ phần nào cũng yên tâm mà làm theo lời của ông Thế rồi, ngày ngày hôm ấy, một cái miếu thờ tương đối lớn được dựng lên Tọa lạc ngay khu đất nhà của ông Công Đến tối hôm ấy, thầy tám chung một lần nữa triệu linh hồn chín cái vong quỷ lên để trò chuyện sau một lúc giải bày, thì vong quỷ đứng đầu giữ lời hứa liền trả lại ba hồn phách của thằng ngũ gã hợi và thằng miểu cho thầy tám trung rồi cùng với những vong quỷ còn lại bay thẳng vào cái miếu kể từ đó ở trong khu xóm bình thạnh không còn xảy ra chuyện gì nữa bà con trong xóm cũng dần ổn định cuộc sống trở lại riêng thầy tám trung trước khi quay trở về ông đã làm một trận pháp chấn yểm khu đất nhà ông công lại để tránh sau này chín cái vòng quỷ kia chẳng may sinh lòng tà niệm mà đi hại người ở trong xã này. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện rất là hấp dẫn của tác giả Phương Quyền. Và ngay bây giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện tiếp theo của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Hoài Thu. Câu chuyện Ma Làng Quê kể về một cô gái nhân vật chính cũng tên là Hoài Thu, vô cùng xinh đẹp và làm nghề bán bánh trôi nhưng các cụ thường nói à, hồng nhan thì bạc phận và câu nói đấy hoàn toàn chính xác với nhân vật hoài thu trong câu chuyện này và nó cũng hoàn toàn chính xác với số phận của những người phụ nữ sống trong thời đại phong kiến câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé ai bánh trôi đê bánh trôi nóng nào ai bánh trôi nào tiếng rào lạnh lót ấy là của hoài thu con gái bà Trung. Nổi danh là một cô gái xinh đẹp, có tiếng trong làng vạn danh và gia đình đã ba đời làm nghề bán bánh trôi nước. Như thường lệ, cứ tầm trưa, tại con phố huyện Đông Đúc, người giao thương qua lại, tiếng giao ấy lại cất lên đều đều, có chiều thân thuộc lắm. Người ta đồn nhau rằng, nhà hoài thu ở tít bên kia quả đồi, cách chấn huyện này chừng năm dặm Bốn dĩ ngày trước là bà Trung bán bánh Nhưng lâu dần do căn bệnh xương cốt hành hạ đau đớn Nên việc bán bánh mấy năm gần đây giao cho Thu đảm nhận Hỏi mười người thì chín người đều thốt lên rằng Con bé đẹp người lại đẹp cả nết Một thân nuôi mẹ già ốm đau đấy Hay như ầy cha, con bé nó chăm chỉ lắm Nhà thì ở xa chấn này nên à, sáng nào cũng quẩy gánh hàng đi từ giờ sửu đấy mà nhà có phúc lắm sau này mới có cô con dâu đảm đang thế đấy các bà ạ à. quả đúng như lời người ta đồn đại hoài thú đẹp người đẹp nét, đối xử với mọi người rất gần gũi nên chiếm được thiện cảm của bà con buôn bán ở trấn này lắm dù từ sáng tới tối cặm cụi bên gánh bánh trôi nhưng nhan sắc của cô thì hoa nhường nguyệt thẹn chẳng thế mà có biết bao gã trai sinh sinh tình ngày nào cũng tới họ ăn bánh thì ít mà ngắm dung nhan dịu dàng của cô hàng bánh trôi thì nhiều nhan sắc vẹn toàn công dung ngôn hạnh nhưng nếu bàn về tay nghề làm bánh trôi thì hoài thu tuyệt chẳng chịu thua kém ai ở cái trấn huyện thành ở tấp nập này cái ăn dường như là cách để mọi người tỏ nỗi lòng của mình nên ngày tết nào ở cái trấn này cũng đều có một món gì đó đặc trưng. Như Tết cổ truyền có bánh trưng bánh dày, khi thời tiết hết xuân chuẩn bị sang hè, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, các gia đình trong trấn huyện tấp nập này đều chen nhau mà mua bằng được bánh trôi do hoài thu làm, đặng dùng cúng tổ tiên. Thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức người dân quanh trấn. Người ta vẫn rỉ tay nhau rằng không có bánh trôi chay được nhạo nặn từ bàn tay của Hoài Thu Thì kể ra là thiếu cái không khí lắm Dần trong trấn đã nhiều lần Chứng kiến cái đôi tay mềm mại đó Đổ đống gạo thơm Rồi nhẹ nhàng nặn viên nhỏ bằng quả nhãn lồng Ngoài trắng trong nhân đường đỏ Lại nhanh tay thả vào nồi nước sôi Bánh chìm xuống rồi nổi lên Bà chìm bảy nổi Thì vớt ra Và ngâm trong nước lã đun sôi để nguội cho săn trở lại rồi đôi tay đó lại vớt ra bày vào đĩa Từng đầu ngón tay mềm mại Khẽ chạm vào bát vừng trắng Đã rang thơm Rồi chấm lên bề mặt bánh Rắc thêm dừa nạo lên trên Chẳng mấy chốc đã hoàn thành món bánh Mang đượm hương hoa đó Người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh Người con gái dịu dàng Và mẹt bánh trôi lúc nào cũng tỏa hương thơm nồng nàn Bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa Chưa bao giờ vắng mặt Tuy nụ cười luôn thường trực trên môi Nhưng hoàn cảnh của Hoài Thu đáng thương lắm Cha cô trong một lần lên núi đốn củi Chẳng may chết mất xác ở khe vực sâu Hai mẹ con nương tựa vào nhau Lấy cái nghề làm bánh trôi nước đã chuyển qua mấy đời Mà làm kế sinh nhai Bà Trung dạo gần đây lại đau ốm liên miên Nên chỉ quanh quẩn ở nhà đan cái sọt Cái chổi kiếm thêm đồng ra đồng vào Mọi việc lớn bé trong nhà đều do Hoài Thu gánh vác Nên mới 16 tuổi Cô đã biết thu bén công trong việc ngoài Bà Trung tự hào vì con gái lắm Lại càng hãnh diện hơn Khi thấy con gái luôn mang nhân nghĩa Lễ phép già đối đãi với mọi người Chiều hôm ấy Sau khi Hoài Thu vừa đặt gánh hàng bánh trôi xuống cây xoan cạnh hông nhà Thì nghe trong nhà phát ra những tiếng quát tháo ẩm mỹ Mụ già, Giờ mụ tính sao Đến lúc giáp hạt rồi mà tiền nong không chịu trả là sao Dễ thường nhà con này tiền là lát đa à, Mà cho mụ vay không mãi thế Hoài thu nhận ra giọng bà tránh cần Thì hốt hoảng bỏ gánh bánh trôi lao nhanh vào trong nhà Bà tránh cần vốn là một bá hộ giàu có nhất nhì cái làng vạn danh này Lại lấy nghề cho vay nặng lãi làm giàu Lãi mẹ để lãi con nên đã giàu còn giàu hơn gấp vạn. Bà Tránh Cần cùng hai gã gia nhân lực điển đang ngồi trên chiếc ghế tre, kê sát bên giường. Bà Trung run run trên chiếc giường tre ọp ẹp, hai tay chắp trước mặt van vỉ. Còn lại bà Tránh ạ, à? bà Tránh thương tình cho con vay nửa quan tiền, đặng lo cho đám dỗ của chồng con. Ngạt nỗi con không có tiền trả Mùa trước cậu vạn con trai bà tránh sang Có bao nhiêu thóc lúa cậu ấy lấy hết đi rồi Sao, sao bây giờ lại vẫn còn nợ à? Bà tránh cần rít lên qua ké răng À, ah, cái con mụ này còn dám trả treo à? Mày vay của tao thì tìm tao mà trả Mắc mớ gì mày trả cho con tao Còn nữa Cái đống lúa lép non của mày Có đáng nửa quan tiền không hay là mày đặt điều là bà mày ăn ở ác Hả Bà Trung đun giọng Lại như thế sao ừ, Lại bà Tránh Con nào có ý như thế à Số thóc mà cậu vạn lấy đi Toàn là thóc săn Dễ thưởng lên tới bốn quan à Bà Tránh hai tay Chống nạnh hầm hầm quát Thế nhà mày định bảo là bà tham nửa quan tiền của mày đúng không Mày có chịu trả không Hay để bà đưa mày lên quan Chúng mày đâu Nói rồi Bà tránh vẫy tay ra hiệu cho hai gã lực điện Thi nhau đập phá đồ đạc Bàn ghế nổi niêu vỡ tan tành Hoài thu thất sắc lao vào Gạt hai gã ra rồi quát lên Dừng tay lại Các người không được làm loạn trong nhà tôi Bà tránh sau mấy giây định thần Quay sang bà Trung rồi mỉa mai Ôi già, Mẹ nào con nấy nhỉ Hoài Thu nhìn bà ta chầm chầm Rồi đanh giọng bảo Tiền chúng tôi trả bà hết rồi Năm lần bảy lượt bà tìm đến phá phách là cớ làm sao Tôi thưa bà liên quan đấy Đừng tưởng bà giàu sang Mà đè đầu cưới cổ dân đen chúng tôi Bà tránh cay cú lắm Định sai đám gia nhân và cho hoài thu mấy bạc tay Vì cái tội dám cái lời bà Nhưng thấy dân làng bu lại Mỗi lúc một đông nên chỉ tay vào hai mẹ con cô và bảo Bà cho chúng mày đúng tầm trả nợ Bằng không, bằng không tao lấy cái nhà này trừ nợ Hoài thu ướt nghẹn không thành tiếng Bà, bà Bà tránh cười ha hả rồi trợn mắt Chỉ tay vào mặt hai mẹ con mà gầm lên Nửa quan, mà bà cho chúng mày vay ấy là từ dạo trước Giờ đồng tiền lên giá Dễ thưởng tao cho vay không à Tao phải tính lãi chứ Này nhá Nửa quan đó tao mua được đàn chó Rồi chó mẹ đẻ cho con Cho con lại đẻ cho cháu Thế thì tiền của tao cũng phải lên ba đồng bạc trắng Đúng không Nói đoạn Bà tránh hầm hầm bỏ ra cửa Không quên ném lại một câu Ba đồng bạc đó Tao quy vào mảnh đất này là thương chúng mày lắm rồi Phải kẻ khác có mà ở đợi cho nhà tao cả mấy năm đấy Liệu liệu đúng trầm trả cho tao nha mày Sau khi đám người kia bỏ đi mất dạng Hoài thu đỡ bà Trung vẫn còn run rẩy ngồi dậy Tựa lưng vào tường mà đanh giọng nói Mẹ, mẹ đừng lo Bà Tránh không dám làm bậy đâu Có dân làng ở đây làm chứng mà ra cửa quan cũng không có gì sợ cả mẹ yên tâm nghỉ ngơi nhé bà chung nắm tay con run run thốt lên thù ơi con ơi là con ơi con còn nhỏ dại chưa biết rõ thói đời trắng đen đâu nhà mình bất quá thì cũng như cái đứa ăn xin nhà người ta tiền bạc vô số lại quen với cửa quan thì làm sao mà mình cái lại được bà lại ở cái làng này có ai dám dây vào cái nhà cụ tránh đâu Bà Trung ngừng một hơi để thở Rồi tiếp tục một chàng dài <laughs> Nhà cụ tránh quen với quan trên con ơi Dạo năm thìn đó Có thằng tước bán dầu đèn ở ngay cái đầu làng mình kia kìa Lỡ ngớ thế nào lại để dầu dính vào cấu áo của cụ tránh Cụ tránh điên tiết xài ra nhân đánh cho thằng tước một trận vì cái tội dám làm bẩn áo gấm cũ mới may bà gã lực điền cầm cây gậy cái cây gậy đấy đầu của nó bọc sắt cứ thế mà nhè thằng tước mà bổ xuống rùn rồi thế nào đánh trúng chỗ hiểm thằng tước chết trợn mắt có nói được tiếng nào đâu à, ấy thế mà quan trên vui cho thằng tước cái tội bán rượu lậu nên cụ tránh còn được thưởng cho mấy quan tiền đó con ơi Bà Trung run rẩy nhìn lên ban thờ Nơi có tấm ảnh ông Trung được vẽ truyền thần trên tấm giấy bản màu vàng Mà khẽ chảy hai dòng nước mắt Bà nắm chặt tay hoài thu mà rằng Còn ơi, bà đồng bạc trắng giờ lấy đâu ra bây giờ Mảnh đất này là mảnh đất cha ông bốn đời nhà ta truyền lại Tuyệt không được rơi vào tay ai Nhưng mà Hoài Thu cắt lời mẹ mẹ đừng lo mà thêm bệnh, con sẽ tìm cách mà. một giọng nói vang lên ngoài cổng, làm hai mẹ con ngừng cuộc nói chuyện mà ngoái ra nhìn. tiếng nói ấy không phải của ai xa lạ, mà chính là của Hoàng Nam, thành mai trúc mã của cô từ thọ còn chăn trâu cắt cỏ. Hoài Thu, em có ở nhà không đó? chưa để Thu cất lời, Nam đã chạy sọc vào nhà. Giờ nắm cá chuối được sâu bằng cọng tre còn tươi lá mà vui vẻ bảo Anh mới tắt nước bắt được mớ cá này Béo mập lắm Phần để nấu cháo cho bác gái Phần kho riềng cũng được bữa ra trò đó nghe Nam nhìn không khí u ám và tiếng nấc khẽ của bà Trung Thì bỏ vội nắm cá đang cầm trên tay xuống chậu thau Đặt cái cạnh giường mà hỏi hối hả Sao thế? Sao hai mẹ con lại ủ rũ thế Có chuyện gì nói cho con nghe Bà Trúc nhìn Nam Rồi khẽ gục đầu không nói Càng hỏi mấy lần mấy vỡ lẽ Là bà Tránh muốn chiếm không cái căn nhà này Nam chống nạnh hai tay Rồi chửi đồng lên Tiền sử bố cái nhà quân ăn cắp Chúng nó không còn coi dân làng là người nữa mà Để con sang Còn hỏi tội nhà nó Nói rồi Nam hầm hầm tiến ra cửa Hoài Thu hốt hoảng lao ra Giữ tay anh lại rồi khẩn khoản ừ, Anh ơi em xin anh Anh đừng dạy dột như thế Nhà bà tránh gia nhân đồng lắm Chúng lại cho anh nhừ đòn Rồi tống cổ lên quan Thì anh rũ tù anh ơi Nam bực dọc ngồi xuống Trước bàn tre suy nghĩ lâu lắm Đoạn à lên một tiếng rồi bảo À Có, có cách rồi Có cách rồi bác Trung ơi Bà Trung nhìn Nam ngạc nhiên rồi gặng hỏi Cách... cách gì hả cháu? Nam cười thật thà rồi đáp Cháu có ông bác thân sinh Nhà ở cách đây trường 300 dặm Ông ấy giàu có lắm Lại không có con nối dõi Đã mấy lần ông ấy cho gia nhân sang mời cháu về Để tiếp quản cái gia tài đó Ngặt nỗi... Nam ngợp ngược mấy giây rồi bảo Ngặt nỗi cháu còn muốn ở nhà Ở gần hoài thu nên nấn ná chưa chịu qua Bây giờ thế này Để cháu nhanh chóng qua đó hỏi vay ba đồng bạc trắng về Bác cứ chạp phát cho con mụ cận đi là xong chuyện Để xem mụ còn kiếm cớ gì bắt bẻ Mà chiếm cái mảnh đất này hay không Bà Trung đùn giọng xúc động đáp Nhưng mà số tiền lớn quá Bác bác lấy gì trả ơn cháu đây nam xua tay rối rít nói chết ơn nghĩa gì à cháu được bác cho phép quen hoài thu là phúc phận cho cháu rồi sau này á cháu giàu có rồi nhất định sẽ xin bác cho cháu cưới hoài thu về làm vợ hoài thu cấu nhẹ lên tay làm nam la là oai oái ai đã chịu gả cho anh mà cưới với xin Hả? Nam cười xòa rồi can dặn. Ba trăm dặm, anh đi nhanh về nhanh cũng mất hơn 10 ngày. Này tới rằm cũng còn 15 ngày nữa. Em gắng ở nhà chăm sóc cho bác gái. Anh đi sớm sẽ về, đừng có lo lắng nha. Hoài thu xúc động nắm, nắm tay Nam khẽ gật đầu. Nhìn bóng dáng Nam khuất sau con dốc, mà trong lòng thương cảm chợt trào ra hai dòng nước mắt bao nhiêu năm quen nhau cùng nhau lớn lên nam vẫn dành cho cô tình cảm chân thật như thế các cụ vẫn có câu nữ thập tam nam thập lục vài ba năm nay cũng có nhiều nhà đến mai mối xin hỏi hoài thu về làm dâu làm vợ nhưng bà trung luôn cự tuyệt bà biết trong tâm can con gái bà chỉ có mình hoàng nam và con gái bà cũng một lòng sắc son trung thủy Hệt như cái nghề làm bánh trôi nhà bà Thấm thoát đã trôi qua 13 ngày Mà bóng dáng nam vẫn bóng chim tăm cá Chiều ngày hôm qua Mụ tránh đã cho người sang đánh tiếng rằng Hai ngày nữa sẽ đến thu ba đồng bạc Hoặc chiếm lấy căn nhà Dù trong lòng lo lắng lắm Nhưng Hoài Thu vẫn tin rằng người yêu cô sẽ trở về dù trong lòng còn bao mối tơ vò nhưng hoài thu vẫn quẩy gánh hàng bánh trôi lên huyện trấn như thói quen bao năm trời bánh trôi bán thế nào bao tiền một bát hoài thu đang chấm vội mấy giọt mồ hôi lăn dài trên gò má dưới sức nóng của bếp củi càng làm khuôn mặt cô hồng hào cực kỳ xinh đẹp hoài thu ngước mặt lên đáp dạ một xu một bát à bánh trôi nóng mới ra lò đó ạ. À. Chợt cô suýt đánh rơi đĩa bánh còn bốc khói nghi ngút trên tay. Vì nhận ra kẻ mới cất lời đó là cụ Hoàng, chồng con mụ tránh cần. Thấy thái độ sửng sốt của Hoài Thu. Lão Hoàng vuốt cái chỏm râu con kiến. Hai con mắt tì hí trên khuôn mặt nung núc mỡ, khẽ đảo láo liền. Nhìn Hoài Thu một chặp, đoạn bảo. Ờ cái nhà chị này làm gì mà sửng sốt thế hả Cụ Hoàng đây Cụ uh, Tránh Hoàng đây mà Sau giây phút giật mình đó đi qua Hoài Thu lại ngồi xuống Chiếc ghế tre ọp ẹp Tiếp tục nặn bánh Rồi cất giọng mỉa mai mà rằng um, Vâng Lại cụ Cụ Tránh có vẻ sốt ruột nhé Hai ngày nữa mới tới hạn trả tiền Mà cụ đã không đợi được sao Lão Hoàng xua tay rối rít đáp ấy chết cái nhà chị này Sao này đổ oan cho cụ thế hứ Cô nghe mụ vợ nó kể rồi Cô cũng can mụ ấy mấy lần Là không được lấy căn nhà đó Dù gì Chỗ cụ với ông cụ thân sinh nhà chị Cũng là chỗ tâm giao Cụ cũng thấy thương mẹ con nhà chị Nên hôm nay mới cất công ra đây Là muốn giúp chị một phen Nói rồi Lão Hoàng quay ra quát thằng người ở Kha! Thằng Kha đâu? Mày còn đần người ra thế làm gì? Mang tiền ra đây Sao mày chậm chạp thế? Thằng người ở đang nhìn Hoài Thu không chớp mắt Nghe giọng Lão Hoàng thì gấp rút trong cặp quần Một cái bọc vải nhỏ màu vàng nhạt Được làm từ loại gấm thượng hạng Nhanh tay dâng cho chủ rồi khẩn khoản Dạ bẩm cụ, đây ạ à. Lão Hoàng lườm thằng người ở Rồi giật nhanh cái bọc vải trong tay nó Đoạn lại giở giọng cười dê cụ ra Rồi đưa cho Hoài Thu Này Chị ở cầm lấy mà trả cho mụ vợ Cho nó xong cái chuyện đi nhá Hoài Thu tò mò mở cái bọc vải ra Thì thấy trong đó có ba đồng bạc còn sáng bóng Cô run rẩy nhìn đống bạc trắng rồi nhìn lão lắp bắp cái, cái cái này làm làm sao con dám nhận lão hoàng chố mắt hỏi ồ hay ta đã trả bảo ta với bố con ở chỗ tâm giao ta có lòng tốt muốn cứu giúp gia đình con sao con lại không dám nhận con cứ cầm đi cho ta vui lòng nhé mà phải nhớ đúng ngày kia mang đến trả tận tay cho vợ ta có vậy mọi việc mới êm xuôi hoài thu nhìn lão rồi gạn giọng đáp các cụ đã nói của biếu là của lo của cho là của nợ coi như hôm nay còn mượn của cụ tránh ba đồng sau này nhất định trả đủ cả vốn lẫn lời tuyệt không thiếu một xu xin cụ cứ làm giấy cho con được điểm chỉ ạ à. lão hoàng đang nhìn hoài thu lom lom nghe thấy thế thì đáp ờ cái chị này hay nhỉ Ta thực tâm muốn giúp mẹ con chị giữ lại cái mảnh đất gia hỏa. Hả cớ gì mà chị cứ nghĩ xấu về ta thế? Chẳng lẽ vì ba đồng bạc trắng mà ta làm khó dễ chị hay sao? Thôi, cứ thế nhá. Ta về làng còn có việc. Lão Hoàng đứng lên rồi như sực nhớ ra điều gì. Vội vã nhìn Hoài Thu rồi căn dặn. Nhớ, nhớ là hai ngày nữa đúng chính ngọ thì đến nhá. Lúc đó mụ vợ ta mới có ở nhà Nhìn bóng dáng cụ tránh cùng hai gã gia nhân khuất bóng cuối con chợ Mà Hoài Thu vẫn không tin vào mắt mình Từ trước đến nay ở cái làng Vạn Đinh Ai ai mà không biết đến tiếng lão Lão hà hiếp dân lành Bóc lột từng đồng sưu thuế Ăn cả trên xác người chết Vậy mà đột nhiên hôm nay lại tốt bụng đến kỳ lạ Quả thực là chuyện có kẻ cũng chẳng ai tin Hoài Thu trở về nhà và giấu nhẹm chuyện cụ tránh giúp đỡ ba đồng bạc trắng. Cô chỉ mong sao Nam chóng quay về. Có tiền của Nam rồi, cô sẽ trả phát cho láo tránh cho đỡ lôi thôi. Hoài Thu vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng trời rào thế nào cũng có ngày đứt tay. Hai ngày sau, đúng chính ngọ, theo lời căn dặn của cụ tránh Hoài Thu bỏ dở bữa chợ mà tất tưởi sang nhà cụ, tiện trả cho hết cái đống nợ trên trời rơi xuống đó. Lạ thay, khuôn trang rộng rãi với căn nhà bằng gỗ lim lớn nhất cái làng hôm nay lại im ắng đến lạ thường. Hoài Thu đang đứng ngoài cửa ngó nghiêng, thì thằng Kha, vốn là hậu cận lâu năm mà lão tránh tin cậy nhất, chợt tiến ra rồi hỏi. Nhà chị tìm cụ tránh à? Vào, vào đi, Hoài Thu ôm khư khư cái bọc vải trong tay Rồi nghi hoặc hỏi ừ, Bác cho tôi hỏi là Bà Tránh cần có nhà không? Tôi sang đặng trả bà Tránh ba đồng bạc Thằng khác nhìn cô một lượt Rồi cất giọng sang sảng Có Hai cụ ấy đang ở trong phòng tính toán ít sổ sách Nhà chị vào đi Nhanh không trễ giờ Cụ lại la mắng thì tội cho tôi lắm ạ gã đưa cô vào một căn phòng nhỏ có thiết kế gọn gàng và một chiếc giường trải đệm trắng tinh rồi bước ra ngoài. Hoài Thu thấy lạ thì gọi giật giọng theo. Ơ ừ, bác hai, hai cụ đâu rồi ạ? À? Một giọng nói cất ra từ trong buồng, kèm theo đó là một chàng cười cợt nhả. Cụ đây, cụ đây, làm gì mà nhà mày cứ sổn sổn lên thế hứ? Không đợi được à? lão hoàng nói rồi từ trong buồng đi ra cả người trần trùng trục thân không mạnh vải hoài thúc kinh hái đánh rơi bọc tiền rồi thét lên lao ra ngoài cửa thằng kha đã đứng sẵn ở đó tát cho cô một bạt đến chảy máu mồm rồi ném thóc cô lên chiếc giường có chảy đệm trắng tinh lão hoàng lẻ lưỡi liếm mép rồi nhào tới đè cô xuống hơi thở hôi thối nồng nặc phả vào mặt cô lão rít lên từng trạng hưng phấn chà chà nhà con bán bánh trồi lại có đứa con gái ngon lành thế già rẻ cứ gọi là thơm như muối mít thế này mặc cho hoài thu kinh hái gào lên lão điên cuồng xé tan tấm áo nâu sồng để lộ ra bộ ngực căng phồng của thiếu nữ 16 dưới lớp áo yếm mỏng lão nháy mắt ra hiệu cho thằng kha tiến lại giữ chặt chân tay rồi lẻ lưỡi liếm dọc cổ hoài thu vốn dĩ ngay từ đầu lão đã tính toán cả hôm nay vợ lão là mụ cần có việc lên chùa mà mỗi lần lên chùa là mụ đi nhanh thì ba ngày lâu thì cả tuần lão dụ hoài thu đến đây đang tâm chiếm đoạt thân xác cô là hợp lý lắm hoài thu gầm lên uất nghẹn thả tao ra đồ chó má quần xúc sinh đốn mặt Mặc cho cô hết sức dãy đạp Nhưng làm sao cô chống lại sức vóc của hai gã đàn ông Lão Hoàng cười sảng sặc Rồi bóp miệng cô bảo Gầm lên Mày gầm lên cho cụ cái Bố bảo đứa nào dám vào đây mà cứu mày Mày càng chống cự Cụ càng thích Nói rồi Lão Hoàng tan lột luôn cái lớp áo yếm trên người cô Thì tiếng bộ cẩn ầm ầm cất lên Kèm theo đó là tiếng đập cửa hối hả Mở cửa ra mau Cái quần chết đâm chết chém Chúng mày mở ra mau cho bà Lão Hoàng kinh hãi Nhảy bật ra khỏi giường lắp bắp Chết -ch 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 cha sao, sao sao bà mày lại, lại về giờ này Tiếng đập cửa rầm rầm không ngớt Lão Hoàng run rẩy mặc nhanh quần áo rồi tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, thì Hoài Thu với quần áo rách bơm, trên cổ còn lộ ra dấu tay lão tránh. Chạy vội ra sau, núp sau lưng mụ cần mà khóc váng lên. Mụ cần điên máu đạp cho lão mấy cái, ngã ngồi ra đất, miệng gầm lên. Đồ khốn lạn! ra rồi còn không nên nết à? Mày dám tặng tiệu với đứa đám tuổi cháu mày à? Mụ điên cuồng gầm lên Rồi vỡ lấy cây gậy gỗ nhẹ lão mà giã điên cuồng Đám già nhận kinh hái vằn lại mãi mới thôi Cơn giận dữ đi qua Mụ ngồi thụp xuống ôm mặt Khóc đấm rứt, chú chéo lên Ôi giời ơi Sao cái số tôi nó khổ thế này hả à giời Tôi đi ngược về xuôi Đầu tắt mặt tôi để lo cho cái nhà này Mà cái thằng chồng khốn nạn của tôi nó lại đi ngủ với đứa con gái đáng tuổi con tôi Ơi bố mẹ ơi Bố mẹ về mà xem đây này Khóc lóc tỉ tê chán chê Mụ cần quẹt khóe mắt rồi tiến ra cửa Tháo vội mảnh áo khoác dài Bằng cái thứ gấm hào hạng trùm lên cơ thể Đang đùn lên của hoài thu Mà xúc động đáp Khổ thân cho con quá Thôi Đi vào kia với ta Ta kiếm cho bộ đồ mà thay Còn riêng lão giả này Ta sẽ xử trí cho con Con đừng lo nhé Mộ tránh nói rồi Nhành tay dẫn hoài thu lúc này Đang run rẩy khóc nấc lên Vào một căn phòng sát nhà kho chứa củi Mộ rót cho hoài thu Một ly trà ấm rồi bảo Con đừng có sợ Có ta ở đây rồi Không ai được phép bắt nạt con đâu Yên tâm, yên tâm con nhé. Hoại thù đỡ ly trà nóng vàng kịt, tỏa ra cái mùi thơm của lá dứa. Một vị phảng phất của trầm hương. Đưa lên miệng nhấp một ngụm cho đỡ hoảng sợ. Mụ tránh tỉ tê điều gì đó, nhịp điệu cứ đều đều rồi nhanh dần. Hoại thù thấy đầu óc mình choáng váng, cánh tay run rẩy như mất sức, rồi đánh rơi cái ly trà xuống nền gạch một tiếng xoảng cô khóc vọng lên, hai mắt cô díu lại không ngăn nổi cơn buồn ngủ, cứ ập đến kéo sập mi mắt. tiếng mụ cẩn the thê vang lên. Kha, thằng Kha đâu? mày gọi ông lại bà biếu. Kha đã chờ sẵn ở ngoài, nghe tiếng mụ tránh thì nhanh chóng dạ một tiếng, rồi nhanh chân trở lên nhà trên. mấy phút sau lão hoàng đã có mặt, mụ cẩn nhìn lão gườm gườm rồi bảo. Đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là lẽ thường ở đời Nhưng lão làm mà không tính trước tính sau Ban ngày ban mặt lão đè nó ra Rồi nhớ chuyện này đồn ra ngoài Thì còn mặt mũi nào mà sống ở cái đất này Nghỉ một hơi Mụ cần tiếp tục cất cái giọng thè thé Tôi phải dụ cho nó uống hết cốc nước mê Thuốc của lão lang tàu Nhanh thì cũng mấy canh giờ nó mới tính Đừng để nó đồn chuyện này ra ngoài Nhân lúc nó còn tỉnh thì xử lý lẹ Tránh phiền hà về sau Hiểu chưa Lão Hoàng hai mắt sáng rực Đưa tay lên cổ làm dấu cắt ngang Mụ cần nhìn thằng người ở rồi bảo Mày vào bếp Lấy cái sợi dây thừng ra đây Làm lẹ lẹ lên Nó mà tỉnh lại là mệt đấy Đoạn quay sang nhìn Hoài Thu Mà gầm lên còn đĩ chó thối thầy Cái đồ mèo má gà đồng lắng lơ mày Chết cũng đáng lắm con ạ à. Có trách cũng đừng trách bà mày con nhớ Thằng Khai nhanh chóng trở lại Trên tay là cuộn dây thường dài cỡ 10 thước Mụ cần khẽ gật đầu Thằng Khai đặt cuộn dây thừng to bạt lên trên chiếc bàn gỗ Rồi rất nhanh hình thành một cái thòng lọng Một đầu choàng vào cổ hoài thu đầu kia gã nhanh chóng ném qua cái xà nhà rồi nghiến răng dùng hết sức kéo mạnh tiếng dây thừng cọ vào thanh xà gỗ phát ra những thanh âm rạt rạt cực kỳ chói tai có lẽ thuốc mê của lão lang tàu không đủ mạnh hoặc cảm giác đau đớn tột cùng khi sợi dây thừng nghiến chặt cổ họng làm hoài thu bất giác tỉnh lại hoài thu điên cuồng giấy đạp hai tay đau đớn cào vào cổ mắt trợn trừng đang dần lồi tướng ra cổ họng phát ra những thanh âm đứt quãng lão hoàng và thằng kha mỗi người cầm một chân kéo mạnh thân xác tội nghiệp xuống khiến chỉ vài giây sau hoài thu giật giật lên mấy cái rất mạnh rồi buông thõng hai tay mắt trợn trừng chết tươi tại chỗ mụ cần nhìn cái xác đang khẽ xoay tròn lủng lặng trên xà nhà từng tiếng cọt kẹt khẽ vọng ra mà hơi hoảng loạn mụ quay mặt nhìn hai gã đàn ông đang thở hồng hộc rồi nạt nộ khóa cửa phòng vào cứ để xác nó ở đấy đợi đến tối thì mang ra bãi đất hoang cạnh cây đa đầu làng mà chôn đi nhớ là phải làm cho kín đáo và không được hé răng ra ngoài không thì bà giết nghe chưa bà ác nhân mặc kệ xác hoài thu với bãi rái nhớt và bún máu trào ra bên mép đang đồng đưa dưới cái xà nhà mà bỏ ra ngoài coi như chưa có chuyện gì xảy ra Giờ tí đêm hôm ấy Y như lời mụ say bảo Thằng khác trở dậy đốt cây đuốc đắt tẩm dầu hôi Rồi nhẹ nhàng mở cửa căn phòng bước vào trong Xác khoải thù trong bộ áo nâu sồng tạ tơi Vẫn im lìm trong ánh sáng nhập nhoạng có bó đuốc hắt ra Thằng khác tiến lại chỗ chiếc cột Rồi nhanh tay hạ cái xác xuống Miệng lẩm bẩm Còn mẹ mày ngoan ngoãn chiều ông thì làm gì ra cái cớ sự này chợt trong đầu nảy sinh ra cái ý định độc ác cùng cực gã luồn tay sợ nắn cái bộ ngực căng phòng của hoài thu rồi tính làm bậy bất ngờ lúc đó một tiếng sét xé toạc không gian kèm theo là những ánh chớp chói lòa đánh thẳng xuống sân nhà lão tránh khả bất giác kinh hãi rú lên dưới ánh sáng chói lòa của ánh chớp vừa đánh xuống gã thấy hoài thu nằm đó vừa trợn trừng mắt nhìn mình uất hận giây phút hái hùng đi qua gã nhanh tay với lấy tấm vải cũ mềm che đi khuôn mặt cô rồi chạy vội một chiếc chiếu ra nhanh tay kéo xác hoài thu đặt vào và quấn lại gã cảm tưởng nếu lúc này đột nhiên hoài thu lại bật dậy trận chừng cặp mắt trắng dã kia mà nhìn gã lần nữa chắc chắn gã sẽ chết rất ngay thôi bầu trời bỗng nhiên đặc quánh lại không gian đen kịt như hũ nút sấm chớp đang ầm ầm lập lòe báo hiệu một cơn mưa không khí bức bách bao trùm xuống cả ngôi làng thằng cam mau lẻ ôm cái chiếu đã bỏ chặt xác thoải thu nhắm khu mà hoang gần cây đa đầu làng mà chăm chăm bước mặc kệ tiết trời đang vô cùng ngột ngạt và oi bức thằng khát đặt tạm cái xác vào một mô đất nhỏ rồi cắm mặt đào Chiếc thuồng dài cơ cánh tay người lớn điên cuồng đảo đất hất sang hai bên. Chỉ một tuần nhang sau đã hình thành nên một huyệt mộ ngay cạnh chân gốc đa. Gã ném chiếc thuồng xuống rồi mau chóng kéo lê tấm chiếu cói và đạp luôn xuống huyệt mộ. Hỷ hục lấp lại đất thì cũng đã đến đầu giờ sử, không dám nám lại lâu. Gã nắm chặt chiếc thuồng trong tay rồi chăm chăm trở về nhà mụ tránh. Tuyệt nhiên không dám quay đầu nhìn lại. Chờ suốt một đêm mà không thấy con gái trở về. Bà Trung điên cuồng lê cái chân quẻ, dỏ dẫm đi khắp làng trên xóm dưới hỏi thăm mọi người về tung tích của Hoài Thu. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô đã đi đâu. Nghe mấy người bảo rằng con gái bà đến nhà cụ tránh chưa hôm qua. Bà Trung mau mãi lê tấm thân, còn đến đập cửa tìm con. Hai gái gia nhân khăng khăng, khẳng định rằng sau khi trả tiền cho nhà cụ tránh, con gái bà đã trở về để kịp làm mẹ bánh trôi nước. Chúng còn dọa dẫm bà còn dám làm kinh động giấc ngủ trưa của vợ chồng cụ, thì chỉ có chết đòn. Thành thử bà Trung chỉ dám lượn lở như một bóng ma trước cổng, rồi cuối cùng đành ngậm ngùi cắm đầu trở về nhà. Cả làng Vạn Đinh, hơn 800 hộ dân xôn xao lên vì chuyện hoài thu mất tích chỉ có nhà lão tránh đã biết rõ nguồn cơn sự việc, nhưng tuyệt nhiên giấu nhẹm đi. Hai vợ chồng lão và thằng người ở đinh ninh rằng chuyện độc ác mà chúng làm chỉ có ba người bọn chúng biết. Nhưng ở đời, lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Luật nhân quả ở đời chưa bao giờ bỏ sót một ai. Và những chuyện tâm linh kỳ lạ hay một nửa thế giới ở cõi âm tì đã tìm về với gia đình lão. Đầu tiên là với thằng người ở ác nhân Chỉ ba ngày sau cái chết oan khuất của Hoài Thu Sẩm tối hôm ấy Sau khi sai đám gia nhân lùa đàn trâu vào chuồng Như thói quen thường lệ Thằng Kha lại trở ra khu nhà ngang ngửa cổ hút điếu thuốc lào Vốn là người ở lâu năm nhất trong nhà Lại được lão tránh tin cẩn Giao cho chức quản gia Nên thằng Kha cũng gọi là có chút quyền hành Mặc sức sai bảo đám kẻ hầu người hạ trong nhà đang phê pha trong làn khói thuốc lào thì một thằng bé con da rẻ đen đúa quần áo vá chẳng vá đục tóc đầu ngủ cứ thập thò ngoài cổng làm cho kha điên tiết quát tướng lên tiền sư mày làm gì mà cứ thập thò thế hử thằng nhỡ đâu là tống cổ nó đi cho ông quần trộm cắp bất lường tính tình mò trộm cắp phóng thằng nhỡ năm nay mới tám tuổi vốn làm chân chăn trâu cho nhà lão tránh nhỡ đang lúi húi buộc lại cánh cửa buồng nghe tiếng kha thì mong mải chạy ra ngoài cổng hai đứa thậm thụt điều gì đó rồi rất nhanh thằng bé tóc râu ngô kia chạy đi mất dạng thằng nhỡ trở vào rồi báo bẩm ông ạ thằng kia nó thấy con nó rút trong cặp quần cái miếng giấy nhỏ đã nhòe nhòe mồ hôi trao cho con dàn gửi tận tay ông rồi bỏ chạy mất rồi ạ kha đang lim dìm tận hưởng cái dư vị của bi thuốc ban nãy nghe thấy thế thì cất giọng kẻ cả thế hở, thế nó gửi cái gì mày đọc cho ông nghe xem sự thể ra sao thằng nhỡ lắp bắp ừ, bẩm ông con con không biết chữ ạ à? thằng kha cười khinh bỉ rồi bảo ngủ lắm con ạ à. thôi đưa đây ta xem gã đón lấy tờ giấy đã nhòe mực trên tay thẳng nhỡ rồi trong mày nhìn một lúc mới nhận ra trên mảnh giấy ngoạch ngoạc mấy chữ ông ra cho nhà con gặp con đang chờ ở khốc cây đa có việc cần gấp gã nhìn mảnh giấy còn dính ít bùn đất một hồi rồi suy nghĩ lâu lắm nét bút viết bằng mực tàu nhưng chữ viết rất mềm mại chứng tỏ phải được viết ra từ một đôi bàn tay xinh đẹp và khéo léo lắm. Gã trong mày định thần rồi lẩm bẩm. Quái lạ, mình có quen đứa nào đâu nhỉ? Chưa viết này thì đích thị là con gái, hay là phải chẳng có đứa nào nó thương mình, nó để ý từ lâu mà mình không biết. Dù sao thằng Kha này cũng là quản gia cho gia đình của cụ tránh, cũng gọi là có tiền có quyền, gái nó thích là chuyện đương nhiên thôi. suy nghĩ một đoạn rồi hắn gạt phát mà thôi kệ mẹ nó có viết rõ trong giấy là hẹn mình ở cây đa đầu làng có việc cấp thì cứ ra xem sao biết đầu lại gặp được em nào non tớ thì sướng phải biết để tránh việc cụ tránh cằn nhằn vì bỏ bê công việc gã nhanh chân lẹn ra bằng lối cổng sau rồi cứ thế nhắm hướng cây đa đầu làng mà tiến bước đêm hôm nay tiết trời cũng bức bách một cách kỳ lạ làm gã thấy khó thở. Con đường từ nhà cụ tránh ra đến cây đa ước chừng 5-600 bước chân. Cây đa nằm ngay đầu làng, có tán lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Bên cạnh lại là khu mả hoang chôn thây biết bao kẻ vô danh chết ở cái làng này. Hoặc đám cùng đinh không tất đất cắm rồi Người ta bó tạm manh chiếu rồi vùi xác cho có lệ Nên hầu như cứ sầm tối Hoặc trước lúc mặt trời mọc Thì tuyệt nhiên trong làng không ai dám bén mảng ra đây. Khả đến nơi hẹn thì cũng là lúc bầu trời trên không bắt đầu ầm ầm sấm chớp. Từng tiếng gió rít qua những chiếc hốc nhỏ trên thân cây đa già, tạo thành những âm thanh ma quái, hệt như tiếng người đang thút thít khóc. Khả trong mày định thần thì thấy thấp thoáng ở khu mả hoang có bóng một người con gái mặc áo lụa dài. Bóng tối che kín khuôn mặt nên không nhìn rõ dung nhan. Nhưng gã ước chừng cô gái này còn trẻ lắm Làn da trắng càng nổi bật giữa đêm đen Cô gái đó đang giơ tay ra hiệu Vẫy gã lại gần Khả thấy trong lòng rất nôn nao Nên mong mải tiến lại chỗ có mấy mô đất mấp mồ Mà người con gái đang đứng Vài giây trước ham hở bao nhiêu Thì khi ánh chớp chói lòa chụp xuống khu mả hoang Gã kinh hãi á khẩu Hai mắt lạc thần trôn chân tại chỗ vì đứng trước mặt hắn chính là thân ảnh quen thuộc của Hoài Thu. Hoài Thu đứng đó nhìn gã trọng trọc, Từng cơn gió rít lên những giận dữ, cuốn mái tóc đang rối bù che kín khuôn mặt, bỗng bạt ra sau lưng. Mỡ tóc vừa vén ra, khuôn mặt Hoài Thu với làn da trắng bệch, hai hốc mắt lồi ra và khóe miệng khẽ rỉ ra một dòng máu đỏ đã thâm xỉ. Từng tiếng lạo xạo phát ra theo mỗi bước chân của cái thây vô hồn đang từ từ tiến lại gần gã gã kinh hái á khẩu lùi hẳn lại đằng sau thì bất ngờ trên cành đa phát ra những âm thanh cọt kẹt cọt kẹt trong đêm tối vọng lại cực kỳ chói tai gã run rẩy đáy ướt hết quần rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên ngay lúc đó đập vào mắt gã là một hình ảnh kinh hồn táng đảm trên cành cây đa cổ thụ xác cổ hoài thu với cổ bị thít chặt bằng sợi dây thừng buộc trâu đầu vẹo sắc một bên đang đung đưa nhẹ nhẹ trong gió nơi khóe miệng phát ra những chàng cười the thé và thứ âm thanh trầm đục tắc nghẹn trong cổ họng rít lên sao mày giết tao sao mày dám giết tao âm thanh vừa ngừng lời thì cái xác khẽ rung lên bần bật rồi giật lên điên cuồng. Cái thầy rung lắc dữ rồi. Làm cho cảnh đá giả phát ra những tiếng răng rắc tưởng như sắp gãy. Gã kinh hãi cuống cuồng định bỏ chạy. Nhưng dường như hai chân không nghe lời gã. Một tiếng bộp khô khốc vọng ra. Gã kinh hãi nhắm chặt hai mắt. run lẩy bẩy. Cô thù ơi! Cô sống khổn thác thiên, tha cho tôi. Tôi chỉ làm... Làm theo lời mụ tránh thôi Thả Thả cho tôi Mấy giây sau Thì những tiếng lạo xào Kèm theo những chàng cười the thé đột nhiên biến mất Gã điếng hồn Từ từ he hé, hé mắt nhìn Chỉ thấy trước mắt là một khoảng không gian đen kịt nhấp nhô Độ chục mô đất với chân nhang đã nguội lạnh từ lâu Gã định thần Rồi toan cắm đầu bỏ chạy Thì ngay lúc đó sau lưng gã tỏa ra một luồng gió lạnh kèm theo một thứ mùi hôi thối tầm lợm một bàn tay xương sầu bấu chặt lên vai làm gã kinh hãi tột độ hoài thu khẽ đưa khuôn mặt phủ thúng da rẻ đang ngả màu vàng và có chỗ đã chóc ra từng mảnh lộ ra cả hàm răng đen như hạt nhót gã trợn mắt kêu thét lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu cơ thể gã bỗng nhìn đứng bật dậy như có một sức mạnh vô hình điều khiển gã lật đật bước đi như con rối bị giật dây với lấy sợi dây thừng ai đó đã đặt sẵn ở gốc cây đa mà nhanh chóng chọn một cạnh cây cao gần 10 trường từ mặt đất mà buộc chặt đầu còn lại rất nhanh kết thành cái thòng lọng gã đưa đầu vào thít chặt rồi lao xuống dưới lúc định thần lại mấy phần hồn phách cũng là lúc gã thấy ngạt thở cực độ gã trợn trừng mắt hai tay cấu chặt lên cổ mà giấy rủa điên cuồng đến mức cắn cụt đầu lưỡi làm máu chảy chan hòa trước khi hồn lìa khỏi xác các còn kịp chứng kiến khuôn mặt của hoại thu đang dí sát bên cạnh toàn thân cô đang cưỡi trên lưng lão khóe miệng khẽ thì thào những thành âm lãnh khốc trả mạng cho tao trả mạng cho tao lúc ấy nhằm ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Vào ngày Tết Hàn Thực, mọi gia đình ở khắp các địa phương trên cả nước đều chuẩn bị những đĩa bánh trôi, bánh chay, chậu cao hương quả để dâng lên cúng ra tiền với ý nghĩa nhớ về nguồn cội, biết ơn các đấng sinh thành. Và người dân làng Vạn Đinh dù nghèo túng cỡ nào cũng cố gắng có bằng được xăm đĩa bánh trôi cho vòng linh tiền nhân đỡ tuổi lạnh. Sáng hôm ấy, Nhà lão tránh được một phen ẩm bí từ khi gà mới cất tiếng gáy canh năm. Số là mấy gia đình tất tưởi lên trên phố để sắm cho bằng được ít gạo nếp về đổ xôi. Nặn bánh. Đi ngang qua con đường độc mộc có cây đa già thì cả đám hét toáng lên khi thấy xác người đàn ông chết treo lủng lẳng trên cành cây. Mấy người đàn ông to gan cầm đuốc tiến lại thì nhận ra là thằng Kha, hậu cận của lão Tránh. Quan trên truy xét nghiêm lắm Mà tuyệt nhiên chỉ kết luận là thằng Kha tự sát Kỳ lạ là trong miệng nó nhát chặt mấy cái bánh trôi Đã lên men xanh mốc cả Sau khi khám nghiệm qua loa Thì cũng rút lính đi không kẹn, không trống Lão tránh cũng mặc kệ chẳng quan tâm Lão nhủ thầm không có thằng này thì có thằng khác Đã vậy còn đỡ được ối tiền công mà thằng Kha ở đỡ Như vậy lão lãi to chứ không lỗ Chiều hôm ấy Mụ tránh có việc về nhà ở bên kia làng Trong nhà chỉ còn mình lão và chị bếp người ở Ngạc nỗi lo công chuyện hậu quan từ sáng sớm đến giờ Vẫn chưa có thời gian sắm sửa mâm tết cúng lễ hàn thực Nên trong nhà lão Bàn thờ còn nguội lạnh lắm Đang tính sai chị bếp chạy ủ ra chợ Mua dĩa bánh trôi Thì ở ngoài cổng vọng ra tiếng rào lạnh lót Ai bánh trôi đê Bánh trôi nóng nào Ai bánh trôi nào Lão đang nằm phơi bụng ở cái chóng tre Nghe tiếng rào bán bánh thì trở dậy Ngáp dài một tiếng rồi gọi giật giọng Con Thuần Con Thuần đâu Lên đây ông biểu Gọi mấy lần mà chị bếp không đáp Có lẽ đang bận việc dưới nhà sau Lão lầm bầm chửi trong họng rồi cầm cái quạt mo nhanh tay tiến ra vời. Còn à, bán bánh kìa, mày lại đây cho cụ mua mấy bát. Chị hàng bánh đầu đội nón lá sùm sụp, tất tưởi quẩy gánh hàng bánh trôi tiến lại sát, rồi hỏi nhỏ. Cụ tránh mua bánh hả? À? Mua bánh cúng tổ tiên hả cụ? Lão tránh lên dòng hạch sách. Tiền nhân cha mày, không cúng tổ tiên dễ thường ta cúng mà bố mẹ Lấy ra năm bát coi Chị hàng bánh vẫn cục đầu Nhanh tay múc bánh ra mà không đáp Lão tránh lùi cùi Móc ra mấy xu lẻ Ném lên cái mẹ tre rồi thúc giục Nhanh tay lên Sao mày chậm chạp thế Chị hàng bánh đặt năm đĩa bánh trôi lên cái chóng tre Theo lời lão nói Rồi đứng đó im lìm Lão tránh nhìn năm đĩa bánh thì vừa lòng lắm Đang tính sai chị bếp bưng lên nhà Thì vẫn thấy chị hàng bánh đứng im lìm Gục đầu không chịu rời đi Điền tiết Lão mới chửi tướng lên Còn mẹ đĩ này Tiền tất trả rồi còn không xéo đi Đứng đây làm gì Tao xô chó ra cắn bỏ mẹ mày giờ chứ lại Đi mau Ô uế cửa nhà ông là ông chết đòn nghe chưa Chị hàng bánh từ từ chế nón ra dưới làn tóc đối bù và không gian nhập nhoạng tối lúc về chiều gương mặt chỉ phủ thủng như ngâm nước lâu này hai hốc mắt đã bù kín giỏi bỏ cần cổ hẳn lên vết dấu dây thừng thành một ngấn đã thâm bẩm cả hai như có một sức mạnh vô hình làm lão tránh dựng hết tóc gáy chân tay mềm nhũn như con chi chi ngã ngồi ra đất trước mặt lão là cái thây của hoài thu già rẻ đã sắm ngoét cả lại hoài thúc chậm chậm tiến đến trước mặt lão khóe miệng phát ra trạng âm thanh khô lãnh như vọng về từ chỗ nào xa xăm lắm cụ tránh ơi sao cụ lại giết con hai bàn tay cụ sặc mùi máu tanh rồi thì còn cúng tổ tiên làm gì nữa hử cụ tránh cụ tránh ơi trả mạng cho con trả mạng cho con Lão tránh kinh hái hét lên một tràng man dại Rồi vùng dậy Quay ngoắt người nhìn xung quanh Chỉ thấy một mình đang nằm trên chiếc chõng tre Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi Lão tránh vẫn ngửi thấy mùi bánh trôi thoang thoảng trong không khí Sọc vào mũi mình Lão tránh chật rùng mình suýt đứng tim vì ở phía cuối chõng chè Im lìm năm bát bánh trồi nước đã nguội lạnh từ bao giờ Lão tránh run rẩy tiến sát lại cuối chiếc chõng Thì một lần nữa lão bật ngửa người Rú lên một trạng thảm thiết Vì năm cái bát có chứa thứ bánh trồi nước nguội lạnh Lúc này đang nhúng nhúc rời bỏ bên trong Chị bếp làm ở sau nhà Nghe thấy tiếng lão thì hốt hoảng chạy lên Miệng lắp bắp Ôi, ị, ông ơi là ông ơi có chuyện gì mà ông gào toáng lên thế hử nhìn theo hướng lão đang run rẩy chị chị bếp giật mình thốt lên ôi trời ơi ở đâu ra mà năm bát bánh trôi nhung nhúc giỏi bọ thế này lão tránh kinh hãi lắp bắp mày, mày 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 đem nó bỏ ngay đi cho ông người lão run lên từng chập nhưng người đi giữa mùa đông chỉ mặc cái áo cánh mỏng lão rụng rời hồn vía vì nhận ra thứ bánh trôi trong năm chiếc bát đó hệt như nằm cái bánh trôi nhét trong miệng thẳng kha mà lão đã chứng kiến lúc sáng nay khi cùng nhà quan khám nghiệm đang hoảng hồn thì bên ngoài cổng lại vọng lên tiếng dao bánh trôi rồi dần dần mất hút ở phía đầu làng ai bánh trôi đê bánh trôi nóng nào ai bánh trôi nào Đến lúc này Lão tránh mới ú ớ nhận ra tiếng dao lạnh lót quen thuộc đó là của hoài thu Hồn viễn lão bay đi quá nửa Lão tránh run cầm cập Lết cái thần béo núc ních vào nhà Nhanh tay với lấy bà nén nhàng châm vào ngọn đèn dầu Thắp lên trên bát hương ra tiền Rồi lẩm rẩm khấn vái điều gì đó Chỉ thấy bà nén nhàng đang bốc khói nghi ngút Tỏa sát làn khói mở nhạt Thì đột nhiên như có một sức mạnh vô hình làm ba cây nhang tung ra khỏi bát hương rơi xuống cái sập gỗ rồi tắt lịm lão tránh kinh hãi quỳ sụp xuống vái lấy vái để lúc này đây lão tin rằng thế giới vô hình đã tìm về mình lão chỉ mong nương tựa vào hồng ơn tổ tiên để qua cơn sợ hãi này mây đèn bỗng nhìn kéo đến đen kịt Trẻ đi chút ánh sáng le lói cuối ngày Không khí trở nên bức bối đến ngột ngạt làm căn nhà rộng rãi của lão tránh lúc này hệt như một chiếc quan tài sáu tấm mưa bất chợt rơi nặng hạt và gió cũng rít lên từng trạng như giận dữ thoảng trong tiếng mưa gió sấm chớp đùng đoàn tiếng dao lạnh lót lại vọng lên ở ngoài đầu cổng lão tránh kinh hãi khép chặt cửa chính rồi lao vào buồng trùng chăn kín mít ngọn đuốc tẩm dầu hôi trong phòng bỗng nhiên tắt lịm từng ánh chớp dọc ngang rọi qua mấy kẽ hở trên cánh cửa gỗ làm căn phòng nhập nhoạng tranh tối tranh sáng cực kỳ ma quái dội vào tay lão tránh là những chàng âm thanh cọt kẹt cọt kẹt hệt như thứ âm thanh lúc lão cùng thằng người ở treo xác hoài thu ba ngày về trước trên cái xài nhà ở cạnh nhà kho lão tránh kinh hãi ngồi hẳn dậy co rò trong góc giường những âm thanh như tiếng nước chảy tọc 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 dội vào tay lão Mùi tanh tưởi lợm giọng như máu người sộc lên Lão thấy trên mặt mình dính nhớp thứ dịch gì đó ngẩng đầu nhìn lên đỉnh màn Lão á khẩu thét lên Lăn quay tại chỗ Vì trên tấm màn mỏng đó Hoài thu đang bám chặt như con thạch sùng Máu trên mặt nhễu xuống thành dòng Chảy ướt đẫm mặt lão Tiếng mụ tránh chửi động lên Khi đẩy cánh cổng gỗ cổ nặng nề bước vào trong sân tiền sư nhà nó Mưa gió thế này có chết được không Con Thuần Con Thuần đâu Sao mày để nhà cửa tới om thế này Mụ tránh gọi ba câu Mà không nghe thấy tiếng chị bếp trả lời Bực mình Mụ rú tấm áo mưa đã ướt súng Máng lên chỗ cửa bếp Rồi nhanh chân đi lên nhà chính Tiếng bạt lẻ lâu ngày Gặp nước mưa phát ra những tiếng kèn kẹt, kẹt chói tai Cánh cửa vừa mở ra thì mụ kinh hãi đưa tay lên ngực thở mạnh Rồi thốt lên Ôi trời ơi Cái gì thế này Lão tránh ngồi im lìm trên giường Ánh chớp rạch dọc ngang Xoay sáng cơ thể lão Lão ngồi xếp bằng Đầu gục xuống Trên cổ hình như hẳn lên vết thâm bầm còn mới Mụ kinh hãi nhanh tay Khêu sáng ngọn đèn dầu Rồi cất giọng hỏi Ông làm gì mà để đèn đuốc trong nhà tắt liệm đi cả thế Thế còn bếp đâu Sao tôi gọi mấy lần mà không thấy nó trả lời Nhà này rặt toàn một cái lũ vô dụng mà Nuôi chí tốn cơm Lão tránh vẫn ngồi gục đầu Vài giây sau từ khóe miệng Lúc này đã nhiễu ra một dòng máu thâm xì Khẽ cử động Một thứ âm thanh vang vọng Thoát tục vọng ra từ hàm răng cải mà đã đèn xỉ vì khói thuốc Ai bánh trôi đê Bánh trôi nóng nào Ai bánh trôi nào Mộ tránh kinh hãi Giật mình đánh rơi cái đèn dầu Cái đèn dầu vỡ tan trên nền đất Làm căn phòng lại trở nên tối như hũ nút Lão tránh từ từ bước xuống giường Cổ vẹo đi một bên Chậm chậm tiến lại những âm thanh thoát tục cổ lánh tiếp tục vọng lên dội vào tai mụ kèm theo đó là chàng cười khanh khách bà tránh ơi bà còn nhớ con không con hoài thu bán bánh trôi đây con chết oan lắm đau lắm bà tránh ơi mụ tránh kinh hãi lùi hẳn lại lắp bắp M mày, mày, mày không không thu th ho 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 hoài thu <laughs> từng âm thanh cọt kẹt lại dội lên đều đặn một ánh chớp chói lòa xé tan không gian rọi sáng căn phòng ngủ mụ tránh kinh hãi đái ướt đầm cái quần vải the dưới ánh sáng hắt vào của ánh chớp mụ kinh hãi thấy chồng mình đang di chuyển như con rối trên vải lão là xác của hoài thu bám chặt vào cái xác đã phủ thủng như hạ thổ lâu ngày lắm mụ tránh thét lên rồi thụt lùi hẳn lại đỡ đẫn cánh cửa phòng bằng gỗ lim như có một sức mạnh vô hình giật tung ra nước mưa dội vào trong nhà làm mụ tránh bất thần cười hành hạch rồi lầm lỗi để lão tránh cầm tay rát xuống bếp một lát sau hai chiếc thỏng lọng đã chỏng vào cổ hai vợ chồng Hai vợ chồng mụ cứ im lìm Cầm đầu sợi dây trên tay Nhắm hướng cây đa đầu làng Mặc cho mưa gió mà gấp gáp bước Giờ sự hôm đó Nam mới trở về làng Khổ nỗi con đường dẫn sang nhà ông bác Đêm anh đi đột nhiên có núi lở chắn ngang Cực chẳng đã Nam phải đi đường vòng Nam hồ hởi chạy vào nhà Thì kinh hãi hét lên Xác bà Trung đã chết khô quát trên giường Từ bao giờ rồi nhặng gặp mùi xác chết bu lại mỗi lúc một đông nam kinh hái gào toáng lên gọi hoài thu nhưng nàng đã bóng chìm tăm cá đang hồ hoán mấy người hàng xóm ở cách đó khá xa thì bất ngờ ở đầu làng phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa một tia sét phóng thẳng xuống nhắm cây đa già mà đánh chẳng mấy chốc cây đa đã bốc cháy phừng phừng mặc trong mưa gió bão rồng đang ẩm ẩm cuộn lại người ta thấy ba cái xác của vợ chồng mụ tránh và thằng người ở đang thắt cổ trên cạnh cây đang bắt lửa nước mưa bạt đi làm lộ ra đám đất lộ ra thêm một cái xác đàn bà mặc áo lụa dài nằm vạch đám đông tiến lại rồi điên cuồng ôm cái thây ma trương phành dưới huyệt mộ khá nông mà gạo khóc vì anh nhận ra đó là xác của hoài thu trên tay trái còn nguyên chiếc vòng cẩm thạch là vật ước hẹn trước lúc anh ra đi Vọng trong tiếng mưa gió báo bùng Tiếng tiết lên của sấm sét Dân làng nghe vang lên tiếng rào quen thuộc Rồi nhỏ dần và mất hút nơi cuối làng Ai bánh trôi đê Bánh trôi nóng nào Ai bánh trôi nào quý vị thân mến vậy là buổi phát triển buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết à, xin cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị hai câu chuyện của tác giả vương quyền chín ngôi mộ và câu chuyện thứ hai của tác giả mạnh ninh với ngòi bút hoài thu đồng à, sáng tác hai câu chuyện đều rất là hay mỗi câu chuyện đi theo một cái hướng một cái thể loại khác nhau à, nhưng chung quy lại nó đều tạo cho chúng ta những cái cảm giác thích thú và hấp dẫn khi đón nghe đúng không ạ và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay à, xin kính chúc cho quý vị sẽ có một đêm ngon giấc và nhớ à, 21 giờ hàng tối trên kênh người dẫn đường coi âm thuận sẽ đều à, đọc truyện cho quý vị nghe từ 9 giờ tới 11 giờ đêm nên là quý vị nhớ cái khung giờ phát sóng để có thể đón nghe trực tiếp cùng với duy thuận hoặc là nếu quý vị nào mà không có thể đón nghe trực tiếp được thì quý vị hãy đón nghe vào cái khung giờ phù hợp với ở thời gian của quý vị. Nhưng quý vị hãy đón nghe toàn bộ câu chuyện đó chính là một cái nguồn động lực rất là lớn để cho kênh người dẫn đường coi âm sẽ có thể phát triển hơn và tự tin hơn cũng như là có động lực để tạo ra thật là nhiều những cái câu chuyện hay gửi tặng tới cho tất cả quý vị và hy vọng rằng à kênh người dẫn đường quay âm sẽ không làm cho quý vị phải thất vọng cũng như là quý vị sẽ à, ủng hộ thật là nhiều hơn nữa trong những tháng ngày tiếp theo với những bộ truyện cùng những người tác giả tiếp theo trên kênh. Còn bây giờ thì xin kính chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc quý vị nha.